Luồng sáng bạc đánh vào luồng sáng lờ mờ để ngăn cản, phát ra những tiếng len keng liên tục, đem luồng sáng lờ mờ ngăn lại ở không trung, còn một đường khác thì bay thẳng tới Chu Nho, đánh vào trên kim cháo, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang liên tục. Luồng sáng lờ mờ đối kháng với luồng sáng bạc, không ngừng bắn ra những mảnh vụn không toàn vẹn nên không thể thấy rõ được hình dáng ban đầu. Nhưng những luồng sáng bạc đánh vào kim cháo bị dội ngược về, đều không tổn hao gì, đều là phi đao, bồ đề tử, thiết liên tử, kim tiễn, đủ các dạng các loại ám khí, thậm chí có một số trông rất lạ không biết gọi là gì. Kim quang thượng nhân thoáng sửng sốt, nhưng lập tức bĩu môi, hắn căn bản không cho rằng mớ sắt vụn này có thể ngăn được bảo bối của hắn. Đùng một tiếng như tiếng sấm sét, vang vọng cả toàn trường, làm tất cả mọi người giật mình. Lúc này mọi người mới phát hiện, người áo xám lúc đầu xông lên cùng với người nho sinh, không biết từ khi nào đã rút bảo kiếm từ sau lưng ra, bước từng bước một thấy rõ dấu chân sông đến luồng sáng lờ mờ kia, mà trên mũi kiếm của bảo kiếm hắn đang cầm, toát ra một luồng sáng trắng dài cỡ hai tấc, luồng sáng trắng không ngừng chớp lóe, hàn khí bức người. Kiếm quang, không biết là ai đầu tiên hô lên tên của chiêu kiếm này, là vô thượng kiếm kỹ mà người ta mong muốn đạt đến. Tiếng nổ vang lên, toàn bộ khu vực đều sôi trào. Nếu như nói phi kiếm chỉ là truyền thuyết nghe đồn đãi, thì kiếm quang lại là thần thoại trong chốn giang hồ, là mục tiêu của những người sử dụng kiếm hướng tới. Bây giờ, chẳng những phi kiếm và kiếm quang liên tiếp xuất hiện, mà lại còn đối đầu nhau, cái này làm cho người nhiệt huyết không thể không sôi trào, có cảm giác cuộc đời này cũng không uổng công. Cổ Thiên Long lúc này chẳng những không có sôi trào, ngược lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hôm nay mới biết được, cái gì gọi là biết sau người ta, cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn trước kia mặc dù biết, Thất Huyền môn có ẩn nấp ba đại cao thủ. Nhưng vạn lần chưa nghĩ đến, cao thủ này lại có thể có trình độ xuất gia kiếm mang. Hắn lần này nếu không mời Kim Quang thượng nhân ra tay, sợ rằng chỉ với một mình người áo xám đang suốt kiếm kia, cũng có thể giết sạch người của hắn. Trong khi cổ thiên long bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, người áo xám đã vào tới phía dưới luồng sáng lờ mờ nọ. Lúc này, cũng không biết là do nho sinh cố ý, hay là ám khí trên người thật sự đã phóng ra hết, thân hình nho sinh đột nhiên đình chỉ chuyển động, luồng sáng bạc đang ngăn trở luồng sáng lờ mờ cũng bị ngưng đi. Không có lực ngăn cản luồng sáng lờ mờ kia tự nhiên không chút khách khí hướng về đỉnh đầu người áo xám mà hạ xuống. Người áo xám hai tay cầm kiếm, mặt không biến sắc tung người vọt lên. Hắn vung kiếm quang, hung hăng hướng về phía luồng sáng lờ mờ mà đánh xuống. Cảng một thanh âm vang lên, người áo xám từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, cũng không đứng thẳng được mà liên tiếp lui mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên xám xịt lại. Mà trường kiếm trong tay, mũi kiếm chừng ba tắc đã không cánh mà bay, trở nên không còn bén nhọn nữa. Luồng sáng lờ mờ đã trúng một kích, cũng giống như chim bị trúng tên, từ không trung rất xuống đất. Nhưng cho dù vậy, luồng sáng lờ mờ vãn không bị ảm đạm đi, trên mặt đất vẫn nảy lên liên tục không thôi, có vẻ mười phần linh tính. Thấy một màn như vậy, cổ thiên long bên này và người của thất huyền môn, đồng thời giật mình hô hoán lên. Bất quá người của thất huyền môn, tiếng hô tràn đầy sự vui sướng, mà bên phía cổ thiên long lại tràn ngập sự lo lắng. Nho sinh cũng đang vui mừng, hắn quan sát người áo xám một chút, rồi lại nhìn chu nho, sau một chút do dự, thì tung người lên, bay vọt về phía Chu Nho, hắn chuẩn bị giải quyết đại địch trước rồi tính sau. Nhưng Nho sinh mới vào tới được mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu lớn của người áo xám tránh mau. Nho sinh trong lòng cả kinh, muốn có hành động, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, luồng sáng lờ mờ bay vọt qua trước mắt, sau đó lại thấy một thân thể không có đầu đang chạy về phía trước mấy bước, sau đó ngã lăn ra trên mặt đất, tấm lưng kia thoạt nhìn rất là quen thuộc. Nho sinh mới vừa nghĩ vậy, đã hoàn toàn mất đi chi giác kim quang thượng nhân lúc này mười phần ngạo khí hắn chỉ huy luồng sáng lờ mờ một lần nữa từ trên mặt đất vọt lên hướng tới người áo xám còn lại trong ba người mà bay tới hắn vừa thi triển một kế nhỏ đã giết chết nho sinh mà đắc ý dương dương hắn đang tính sau khi kết liễu người áo xám thì sẽ lập tức giết sạch người của thất huyền môn đột nhiên nghe được trong đám người đối diện truyền đến một câu nói cái đồ đang bay tới bay lui của ngươi ta rất thích tặng cho ta nhé được không lời còn chưa dứt Hắn đã cảm thấy một cổ linh lực cường đại áp lên trên luồng sáng lờ mờ, mạnh mẽ cắt đứt sự liên hệ của hắn cùng với vật ấy, cướp đi đi quyền khống chế. Mà luồng sáng lờ mờ vốn đang bay về phía người áo xám, lại trên không trung xoay chuyển, bay xéo về phía đám người đang đứng đối diện. Luồng sáng lờ mờ bay đến đó, mọi người đều kinh hoàng thất thố, tản ra tránh né, chỉ có một thanh niên bình thường, trông cỡ 17-18 tuổi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thanh niên này hướng về phía Kim Quang thượng nhân cười một cái lộ ra hàm răng trắng bóc trái ngược hoàn toàn với da tay đen thui. Tiếp theo hắn hướng ngón tay về phía luồng sáng lờ mờ nọ, luồng sáng lờ mờ liền hạ xuống tay của hắn. Người tu tiên, chu nho trong lòng phát lạnh, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. chương 92, Kiếm Phù, mọi người chứng kiến một màn như vậy, đều có cảm giác mình có phải bị hoa mắt hay không? Lúc đầu mọi người thấy luồng sáng lờ mờ kia quay đầu bay về phía đám người thất huyền môn, còn tưởng rằng chu nho thay đổi ý nghĩ, Định giết hết những đệ tử có võ công yếu kém trước, sau đó mới trở về đối phó với người áo xám. Vậy mà luồng sáng lờ mờ nọ vừa bay đến trước đám người, đã bị một gã đệ tử thoạt nhìn rất bình thường, đưa tay lên dễ dàng thu hồi, điều này thật làm cho người ta khó có thể tin được. Bên phía Thất Huyền môn, kể cả Vương môn chủ và người áo xám, đều chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vương Tuyệt Sở mừng như điên, cảm thấy bản thân đáp ứng để cho Hàn Lập tham gia tử đấu là cực kỳ sáng suốt hết sức may mắn hắn biết hôm nay mọi người có sống sót được hay không thất huyền môn sau này có tồn tại hay không tất cả đều trông cậy vào hàn đại phu đột nhiên trở nên cao thâm khó lường như vậy mà ngay cả lệ phi vũ đối với hàn lập cũng rất là thân thiết giờ phút này cũng há hốc miệng hồi lâu cũng không khép lại được hắn mặc dù biết người bạn tốt này không giống với mọi người nhưng có thể thu đi phi kiếm của kiếm tiên như vậy thật là cho hắn cảm thấy u u mê mê như là nằm mở giữa ban ngày về phần trương tụ nhi Lý trưởng lão cùng đám người cổ thiên long đối diện, càng là trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt vạn phần đặc sắc khó mà diễn tả nổi. Trong ánh mắt bao hàm sự e ngại, nghi vấn, vui mừng và sợ hãi, tất cả đều dồn hết về phía Hàn Lập, mà Hàn Lập ánh mắt vẫn tự nhiên, Thủy Trung vẫn mỉm cười, tựa hồ đối việc việc bị nhiều người nhìn như vậy, một chút cũng không để ở trong lòng. Nhưng không ai biết được, bề ngoài Hàn Lập trông thong dong thoải mái như vậy, nhưng thật ra nội tâm giờ phút này đang lo lắng không thôi. Có trời mới hiểu được, Hàn Lập căn bản không muốn ra tay vào lúc này. Hắn vốn định đợi khi Chu Nho sơ suốt khinh thường bỏ đi vầng kim cháo, thì mới ra tay đánh lén đối phương. Khi đó, hắn chỉ cần âm thầm lẻn ra sau lưng, dùng một quả hỏa đạn nho nhỏ, là có thể dễ dàng kết liễu đối phương. Nhưng ai biết người tính không bằng trời tính, Hàn Lập chỉ là bởi vì thấy luồng sáng lờ mờ bay tới bay lui, cũng cảm thấy khó chịu, bất chi bất giác, sử ra khu vật thuật mà hắn đã luyện qua vô số lần, kết quả là dễ dàng đoạt lấy vật kia. Thủ đoạn cướp đoạt quá dễ dàng, quá sức ngoài dự tính. Hắn chỉ là đem pháp lực áp lên luồng sáng lờ mờ, là dễ dàng bỏ đi linh lực của Chu Nho trên đó, thành lập mối liên hệ mới giữa bản thân và luồng sáng lờ mờ kia. Luồng sáng lờ mờ nọ dưới sự chỉ huy của hắn, giống như đứa trẻ vừa mới tập đi, nhảy tưng tưng nay đến bên cạnh để hắn thuận lợi nhận lấy. Hàn Lập hôm nay, dễ dàng đoạt được bảo vật trước mặt đối phương, trong lòng cũng rất vui. Về phương diện khác, phi phải không thể không đối mặt với Chu Nho cũng có chút lo lắng. Hắn rất rõ ràng, bản thân xây Chung không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể mạnh mẽ kích phá được cái mai rùa này của đối phương, điều duy nhất khiến cho hắn có vài phần tự tin, đó là pháp lực của mình thâm hậu hơn mấy lần so với đối phương. Đương nhiên theo vẻ mặt của Hàn Lập, cũng nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào. Bởi vì hắn biết rõ, nếu chiếm được thế thượng phong về mặt tâm lý, như vậy khi thực tế giao phong cũng sẽ chiếm được không ít ưu thế như vậy phần thắng cũng sẽ thêm được mấy phần, điều này hắn đã học được trong chát nhãn kiếm phổ. Bởi vậy, khi thấy chu nho có bộ dáng như lâm đại địch, hàn lập ngược lại, lộ ra vẻ mặt hết sức tự tin. Hắn hiện tại đang chú ý vào bảo vật ở trong tay. Luồng sáng lờ mờ ở trong tay, vẫn mười phần linh tính nhảy nhót bất định, hàn quang bắn ra, làm cho người ta nhìn không rõ hình dáng thật. Hàn lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua chu nho sắc mặt hơi trắng bệch, cười mỉm, hắn vận pháp lực bao lấy hai tay, Đem luồng sáng lờ mờ nhẹ nhàng kẹp ở giữa hai tay, các tia sáng ở trên luồng sáng lờ mờ lập tức tiêu tán hết, lộ ra rõ ràng. Thì ra lại là một đạo phù lục, đạo phù lục khá kỳ lạ có vẽ một thanh tiểu kiếm màu xám ở trên. Thanh tiểu kiếm màu xám ở trên tấm phù, được khắc họa trông rất sống động, giống như thật vậy, cho dù không có pháp lực thúc dục, trên tiểu kiếm vẫn tự tản ra lưu quang nhàn nhạt, nhạt, hình như thật sự giống như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, Hàn khí bức người. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng cái này rõ ràng cũng không phải là pháp bảo phi kiếm gì, tuy có cổ quái một chút, nhưng vẫn chỉ là một đạo bùa. Bất quá hắn nghĩ lại lúc đạo phù lục này đại triển thần uy, lại cảm giác có chút vui mừng, dù sao sự lợi hại của nó bản than đã chính mắt thấy, đối với hắn sau này khẳng định là có chỗ hữu dụng. Hàn lập thuận tay đem lá bùa nhét vào trong ngực, hắn cũng không dám trước mặt nguyên chủ nhân của nó, mà ngây ngang sử dụng vật này, ai mà biết được đối phương trên phù lục cũng không có động tay động chân gì, hơn nữa khu vật thuật cũng chỉ mới lần đầu sử dụng ở thực tế, do đó có sử dụng vật này cũng rất khó mà đả thương được đối phương. Kim Quang Thượng Nhân ở phía đối diện trơ mắt nhìn Hàn Lập đem bảo vật của hắn thu vào trong áo, không nhịn được lửa giận đùng đùng, nhưng lại không có dũng khí tiến lên đánh. Phải biết rằng đối phương nếu có thể dễ dàng xóa đi linh lực của hắn trên phù lục, cũng đã nói lên pháp lực của đối phương thâm hậu hơn hắn nhiều, hắn thật sự không có can đảm tranh đấu. Hàn Lập thấy Chu Nho có tay rút chân, bộ dáng giận mà không dám nói gì, biết đối phương đã bị mình hoàn toàn chấn áp cũng rõ ràng chi tiết về mình lá gan của hắn không khỏi càng lớn hơn hàn lập quyết định giả quỷ giả thần hắn liền thi triển ngự phong quyết thân hình xẹt qua mấy cái đã tới trước mặt chu nho kim quang thượng nhân thấy hàn lập xuất quỷ nhập thần như thế ý sợ hãi trong lòng càng tăng lên hắn cũng không tự kìm hãm được lui ra sau mấy bước sợ xếp thấp giọng nói ngươi muốn làm gì ta cũng không có xâm chiếm quáng sản nơi đây cũng không có hái linh thảo linh dược chỉ là kiếm một chút tiền vàng của tục nhân mà thôi, cũng không có xâm phạm lợi ích của gia tộc các người. người không có lý do gì để giết ta. Hàn lập vừa nghe những lời này, trong lòng vui mừng, biết đối phương hiểu lầm mình là người trong gia tộc Cưu Tiên, nhất thời sự tin tưởng lại tăng thêm vài phần. hắn cố ý thản nhiên cười, sau đó làm bộ như thần bí nhỏ giọng hỏi, không biết các hạ là ai, tại sao lại chủ động tham dự việc của tục nhân, nhiễu loạn trật tự của thế tục, điều này làm cho gia tộc của ta rất khó chịu chu nho vừa nghe giọng điệu của đối phương rất ôn hòa tựa hồ không ý muốn ra tay với hắn hắn nhất thời tinh thần chấn chỉnh lại hai con mắt nhỏ sau khi xoay chuyển vài vòng vội vàng nói ta là tần diệp lính đệ tử của diệp gia tới nơi này chỉ là đi ngang qua mà thôi chỉ vì có chút quen biết với bang chủ giã lang bang cho nên bất quá do đối phương khẩn cầu nên đã ra tay giúp một chút tuyệt không có cố ý xúc phạm gia tộc các người mong rằng huynh đài thứ lỗi không biết quý gia tộc xưng hô như thế nào tại hạ sau này nhất định đến để tạ tội. Chương 93, liệt hỏa phần địch, nói mình là người của Diệp gia, Chu Nho này không tự kìm hãm được ưỡn ngực ra, tựa hồ đã có chỗ trống lưng, khi nói chuyện sự lo lắng cũng giảm đi vài phần, xem ra hắn đối với danh khí của Tần Diệp lĩnh Diệp gia rất có tự tin. Chứng kiến Chu Nho trong nháy mắt phảng phất như can đảm hơn không ít, Hàn Lập biết, Tần Diệp lĩnh Diệp gia này nhất định là gia tộc tu tiên thanh danh hiển hách. Chỉ là đối phương đã có gia tộc như vậy chống lưng, tại sao ngay từ đầu còn kinh hoàng thất thố như thế cái này hoặc là tên này nói láo hoặc là ở tại gia tộc cũng chỉ là tiểu tốt vô danh chuyện sinh tử căn bản không người nào hỏi đến hàn lập trong thời gian ngắn đã phán đoán ra trong lòng quyết phải xử lý đối phương cũng sẽ không có hậu hoạn gì xảy ra suy đoán này khiến cho sự băn khoăn còn lại của hàn cũng đã hoàn toàn bỏ đi trong lòng hắn sát khí lại càng mạnh hơn dù sao người tu tiên mà pháp lực kém hơn mình hành vi cử chỉ lại tương đối ngu ngốc cũng là khó gặp cho dù không có cuộc tử đấu này hàn lập cũng tuyệt sẽ không tha con mồi tốt như thế này được dâng tới tận miệng hơn nữa xem lời nói cử chỉ của đối phương cũng không phải là hạng người thiện lương gì hàn lập ra tay cũng không có gì phải do dự tần lĩnh diệp ra là diệp ra thanh danh vang dội sao hàn lập vẻ mặt kinh ngạc hình như bộ dáng không dám tin tưởng nếu đối phương dám đưa ra cái tên để ỉ lại chắc là trong giới tu tiên uy danh cũng không nhỏ hàn lập thầm nghĩ không sai chính là diệp ra đó huynh đài nếu biết cái tên của Diệp ra, nói vậy sẽ không cố ý làm khó dễ tại hạ chứ. Chu Nho thấy quân cờ mình đưa ra rất có hiệu quả, lập tức ngay cả thanh âm nói chuyện cũng lớn lên không ít. Diệp ra, Hàn Lập làm ra bộ dáng như chủ trừ, lấy tay gãi gãi đầu, ra vẻ khó tìm mỉ chú ý. Chu Nho thấy tình hình như vậy, trong lòng vui mừng, lập tức sử dụng thủ đoạn vừa cầu khẩn vừa uy hiếp, nếu đem chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bất lợi cho mình. Như vậy đi, ta theo người đi gặp trưởng bối trong tộc, tùy người ở trên quyết định xử lý huynh đài thế nào, được không? Hàn lập tựa hồ có chút khó nói, không cần phải phiền phức như vậy, đây chỉ là chút việc nhỏ, nếu như các hạ ngay cả chút việc nhỏ như vậy mà phải phiền tới trưởng bối làm chủ, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt, đối với sự phát triển của người sau này rất là bất lợi. Chu Nho vừa nghe nói thế liền hoảng sợ, vội vàng làm ra bộ dáng quan tâm đến đối phương, vội vàng khuyên can. Kim Quang Thượng Nhân lúc này, hoàn toàn xem Hàn Lập là một tiểu tử không có kinh nghiệm giang hồ. Hắn tưởng rằng, đối phương từ nhỏ chỉ ở trong gia tộc khổ tu, gần đây mới được cho đi ra ngoài thế tục để tôi luyện, cái này cũng làm rõ đối phương vì sao tuổi còn nhỏ mà đã có pháp lực thâm hậu như thế. Đa tạ huynh đài nhắc nhở, Hàn Lập tựa hồ rất cảm động, sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút, liền đưa tay ra, lấy từ trong ngực ra tấm phủ lục có vẽ thanh tiểu kiếm. Ta và các hạ lần đầu gặp mặt, huynh đài lại quan tâm đối với tại hạ như thế, Bảo vật này cũng nên trả lại nguyên ngủ." Hàn Lập nói rất thành khẩn, thần sắc cũng có một chút luyến tiếc. Chu Nho mừng rỡ, không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại khờ khạo như thế, bảo bối đã tới tay lại còn mang ra trả lại cho mình. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, sợ đối phương thay đổi chủ ý, vội vàng tay vung pháp quyết, kim cháo trên người lập tức biến mất không còn một chút nào. Tiếp theo vươn tay ra, vội vàng nhận lấy tấm phù lục, trong miệng vẫn làm mặt dày nói, "Nếu các hạ đã thành tâm như thế, vậy tại hạ cũng không khách khí." mắt thấy chu nho vươn tay phải ra cầm lấy tấm phù lục hàn lập sắc mặt đột nhiên đại biến ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía sau lưng chu nho thất thanh kêu lên tộc trưởng lão nhân ra người tại sao lại tự mình tới đây chu nho vừa nghe nói thế lập tức run rẩy bị dọa đến bất chấp bảo vật vội vàng quay đầu nhìn về phía sau hắn ngây ngẩn cả người phía sau đều tĩnh lặng không có một bóng người không hay chu nho cũng không quá ngu dốt hiện tại cũng biết nên rút lui hắn chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy trước ngực nóng lên, tiếp theo trong mắt thấy ánh lửa đỏ hồng, thân thể bị ngọn lửa hung hãn thiêu cháy, trong chớp mắt chu nho đã biến thành cho bụi trong ngọn lửa. Lúc này, Hàn Lập mới thở ra một hơi, đem cánh tay mới vừa bắn ra hỏa cầu rụt trở về. Có thể dùng hỏa đạn thuật nho nhỏ một đòn đánh chết đối phương, cả quá trình trông như đơn giản, nhưng thật ra tốn hao của hắn không ít tâm tư, hơn nữa áp lực tâm lý cũng không nhẹ. Hôm nay đánh lén thành công thuận lợi như thế, làm cho Hàn Lập cũng âm thầm cho là may mắn trên mặt có vài phần vui mừng. Đám người cổ thiên long và vương tuyệt sở đối với sự việc phát sinh vừa rồi, thấy rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một chút cũng không hiểu. Bởi vì Hàn Lập và Chu Nho không muốn để cho người khác nghe được nội dung cuộc nói chuyện, cho nên bọn họ khi nói chuyện vẫn là đè nén thanh âm xuống, những người xung quanh bởi vì ở quá xa, căn bản nghe không rõ thanh âm của hai người. Chỉ biết là Chu Nho vừa thấy Hàn Lập, tựa hồ có chút sợ hãi, sau đó nói chuyện với nhau vài câu, Chu Nho không ngừng khẩn cầu đối phương cái gì đó, cuối cùng thấy Hàn Lập thừa dịp Chu Nho sơ hở quay đầu lại, từ không trung hóa ra một hỏa cầu, đem chấn sơn của dã lang bang kim quang thượng nhân, dễ dàng đốt thành một đống cho trắng. Cổ thiên long trong miệng bây giờ, phi thường khổ sở, hơn nữa là khổ sở tận trong tâm phế. Đây là chuyện gì xảy ra, tình thế vốn đang rất tốt, ở tại trong đám đệ tử không ra gì của thất huyền môn lại xuất hiện đột phá, xuất hiện một người mà ngay cả kim quang thượng nhân tiên sư cũng bị hắn đốt chết đi mà vương tuyệt sở, tự nhiên trong tử đấu lại cảm thụ hoàn toàn trái ngược. Hắn cầm chắc trường kiếm bên hông, dùng ánh mắt hưng phấn nhìn, đang dùng tư thế rất cuồng nhiệt, ôm chặt lấy Hàn Lập, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng khôn cùng. Hàn Lập lúc này cũng rất kích động, bất quá hắn cũng không phải là hưng phấn, chỉ vì trong đống cho tàn của Chu Nho, lấy ra vài món vật phẩm không bị thiêu hủy mà cao hứng. Đồ không nhiều lắm, tổng cộng có một đạo phù, một khối lệnh bài và một quyển sách. Đạo phù nọ, chính là chu nho sử dụng để tạo ra kim quang là phù lục hình thành kim cháo mặc dù còn không biết khẩu quyết chú ngữ nhưng cũng làm cho hàn lập mừng như điên phải biết rằng vật này đối với hắn chính là thủ đoạn để hộ thân lệnh bài là một khối đen nhánh hình tam giác một mặt có hai chữ cổ thăng tiên mặt khác có một chữ lệnh bằng bạc cả khối lệnh bài thoạt nhìn không giống kim loại đến khi cầm lên lại thấy khá nặng cũng không biết để làm cái gì về phần quyển sách kia hàn lập vốn tưởng rằng có thể tồn tại dưới hỏa đạn thuật khẳng định cũng không phải là vật tầm thường. Ai ngờ sau khi lật vài tờ mới phát hiện, sách này là một quyền tộc phổ, ghi tên họ người trong tộc, cũng không biết xe tô quan hệ gì với kim quang thượng nhân, lại đem bên người như vậy. Chu nho này tự xưng là người của Diệp Gia, lại đem theo một quyền tần thị tộc phổ, chẳng lẽ là con tư sinh của Diệp Gia sao? Hàn lập sau khi thất vọng, có chút ác ý mà đoán như vậy. chương 94, Hoàn Thắng, mặc dù được ba món đồ, tuy cũng không thể lập tức sử dụng, nhưng Hàn Lập cũng không chút khách khí gom tất cả vào. Sau đó hắn đứng lên, phủi cho bụi trên người, dùng ánh mắt như cười mà không cười, nhìn về phía đám người dã lang bang của Cổ Thiên Long. Các ngươi định tự mình động thủ tự đoạn kinh mạch, hay là để tự tay ta ra tay tiến các ngươi lên đường? Hàn Lập nói vẫn rất là khách khí, nhưng ý tứ trong lời nói cũng không để cho đám người dã lang bang con đường sống nào cả. Cổ Thiên Long nghe những lời này, chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, lạnh đến nỗi cả người như cứng lại hắn không ngừng thầm bảo bản thân phải tỉnh táo để nghĩ ra biện pháp đối phó với người này nhưng cũng không tự kiềm chế được phải lau mặt một cái thấy mồ hôi lạnh vươn đầy chán cổ thiên long cười khổ biết không cần soi gương sắc mặt của mình lúc này khẳng định là khó coi cực kỳ hắn cố sức quấy cổ lại nhìn mọi người chung quanh một chút chỉ thấy những người khác sắc mặt cũng trắng bệch tất cả đều kinh khủng hoảng loạn đại nạn trước mắt những người này tay chân rũ rượi nhìn không ra một chút đấu trí nào cổ thiên long trong lòng mệt mỏi lại nhìn về phía thất huyền môn. Chỉ thấy vương tuyệt sở ở phái đối diện, đang dùng một loại ánh mắt như xem người chết, lạnh lùng nhìn hắn, những người khác, đều có vẻ mặt như đại cừu sắp được báo. Cổ thiên long trong lòng mờ mịt, ánh mắt của hắn vô thức nhìn ra bên ngoài tử đấu trường, những người bên ngoài vốn là những kẻ dưới tay của hắn. Những người này vẻ mặt đều không giống nhau, có lo lắng, có yên lặng, nhưng có một số đông người sắc mặt rất vui mừng, đang tụ cùng một chỗ xì sầm, đều có có chút hả hê. Không được, bản thân quyết không thể chết ở chỗ này như vậy. Mình nhất định có thể sống sót, có thể tiếp tục hoàn thành bá nghiệp của mình thần sắc rất khó hiểu, thần kinh của cổ thiên long dưới sự xúc động, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng. Người đâu, thiết vệ tiến lên, liên nỏ chuẩn bị, những người khác, chuẩn bị tử đấu. Cổ thiên long đột nhiên vận hết nội lực, lớn tiếng giận dữ hét lên. Cổ thiên long không hổ là người đứng đầu một bang, tiếng hô ẩn chứa đầy nội lực này, làm cho mọi người bên trong tử đấu trường giật mình như đang mộng mới tỉnh lại. bất kể là người của giã lang bang hay là cao thủ các bang phái nhỏ, lúc này tất cả đều lấy lại đấu trí, đều nắm chặt lấy vũ khí, quyết một trận tử chiến. Hàn lập hơi nhíu mày một chút, khẽ hừ nhẹ một cái, sau đó chắp tay ra sau lưng, chậm rãi hướng về cổ thiên long mà đi đến. xem ra cũng phải động chân động tay một chút mới được. Hàn lập tự nghĩ, bắn tên, vừa nhìn thấy đối phương đi vào trong tầm bắn, cổ thiên long liền liếm môi mấy cái, không nhanh không chậm hạ lệnh. Nhất thời mấy trăm mũi tên dày đặc nhắm về phía Hàn Lập mà phóng nhanh tới, làm cho không gian trước mặt hắn đến mưa gió cũng không lọt qua nổi. Cục diện kinh người xuất hiện, cổ thiên long nhìn thấy, thanh niên nọ đối mặt với mưa tên bay tới mặt cũng không hề đổi sắc, ngược lại hắn còn cười một cách quỷ dị, tiếp theo đó thân hình bắt đầu mơ hồ không thấy rõ, các mũi tên đều không chút trở ngại xuyên qua người nà bay vút ra xa, trong nháy mắt thân thể hắn tựa hồ như không có thực. Sau đó người này giữa ban ngày ban mặt, lay động mấy cái rồi biến mất không hình không bóng cổ thiên long sắc mặt xanh mét vừa định phân phó kẻ dưới tay cẩn thận một chút hàn lập đã đột nhiên xuất hiện cách bọn họ chừng vài chục bước lần này không đợi cổ thiên long hạ lệnh cung nỏ trong tay thiết vệ lại lập tức đồng loạt phát ra đồng thời còn kèm theo phi phiêu tụ tiến các loại ám khí của những người khác toàn bộ như bầy ong bắn về phía hàn lập kết quả làm cho những người này nhìn nhau đối phương lại lần nữa dưới mắt mọi người biết mất không tâm tích cổ thiên long còn đang sợ hãi cảnh giác phía sau đã truyền đến hai tiếng kêu kêu thảm thiết thê lương, hắn kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa hai gã thiết vệ đột nhiên biến thành hai bó đuốc, mà người tuổi trẻ vừa mới biến mất kia, đang rút hai bàn tay từ sau lưng hai người nọ lại, trong phút chốc sau khi hai bàn tay rụt lại, hai gã thiết vệ đã bị thiêu cháy, hóa thành cho bụi. Trên hai lòng bàn tay của người thanh niên nọ, cổ thiên long mơ hồ thấy có hồng quang lóe ra, cũng không biết là kỳ công mật thuật gì. Cổ thiên long chứng kiến một màn như vậy, là Hàn Lập đem pháp thuật và võ công cùng sử dụng rất là hoàn mỹ, hồng quang trong lòng bàn tay của hắn chính là hỏa cầu hỏa đạn thuật. Pháp lực trong cơ thể Hàn Lập chậm rãi lưu động, đem hỏa cầu bị tiêu hao mà thu lại, sau khi bổ sung cho lớn lại như ban đầu, thì thân hình lại lần nữa ẩn đi không thấy, nhưng hắn lập tức lại xuất hiện ở trong một đám người khác, lại đem mấy người nữa thiêu cháy. Cứ như vậy, Hàn Lập thoát ẩn thoát hiện trong đám người, mỗi một lần hiện thân, đều có người chết, hơn nữa vô luận là tay hắn đụng vào bất cứ chỗ nào của đối phương, người đó cũng sẽ lập tức bị thiêu cháy, cứ như vậy mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cổ thiên long ngơ ngác nhìn phía trước, trong mắt không còn chút thần thái nào, sắc mặt cũng biến thành màu xám trắng như người chết. Trong nháy mắt, người của hắn đã chết hơn phân nửa, những người còn lại đều tự biến nguy hiểm, bắt đầu tránh né. Nhưng dưới thân pháp như u linh của đối phương, những người này cuối cùng đều bị biến thành cho bụi. Khi kẻ dưới tay cuối cùng, cũng bị thiêu cháy trong ngọn lửa, cổ thiên long đã hoàn toàn chết lặng. Hắn biết, bản thân đến bây giờ vẫn bình yên vô sự, là đối phương cố ý gây nên, nhưng hiện tại cũng chỉ còn một mình hắn, cũng chỉ còn đợi ngọn lửa tử thần ấy phủ xuống đầu hắn mà thôi. Hàn Lập cũng không để cho cổ thiên long đợi lâu, sau khi xử lý xong người cuối cùng dưới tay hắn, Hàn Lập cũng không trần chờ, lập tức tiến tới yêu đãi dụng một quả hỏa đạn thuật đầy đủ, tiến cổ đại bang chủ lên đường. Sau khi xử lý cổ thiên long xong, Hàn Lập phủi phủi hai tay, nhẹ giọng lẩm bẩm, thoạt nhìn thì giết nhiều người, nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn lắm đã sớm bảo các người tự kết thúc đi, thì tốt rồi. Không có đau đớn gì, bây giờ để tự ta động thủ, mùi vị bị lửa thiêu cũng không phải là thích thú gì. chương 95, ma danh hách khởi, Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn lại phía bên ngoài, chỉ thấy bất luận là người của thất huyền môn, dã lang bang hay là các bang phái khác, mỗi người đều mặt không còn chút máu, dùng ánh mắt hàm chứa sự sợ hãi nhìn mình. Biết không điềm nhiên thu lấy phi kiếm, đánh chết kim quang thượng nhân, chỉ chốc lát đem cổ thiên long cùng mười mấy tên cao thủ hóa thành cho bụi mỗi một cử động đều cho thấy hàn lập chẳng những là tiên gia cao nhân giống như chu nho nhưng lại thủ đoạn lãnh khốc cũng không phải là hạng người thiện lương nhân từ gì bởi vậy ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào tất cả mọi người đều cúi đầu tránh né không ai dám nhìn lại hàn lập lúc này thật sự có thể gọi là ai thấy cũng phải sợ còn không cút đi chẳng lẽ còn muốn đứng ở trên núi hay để cho ta tiến các ngươi một đoạn đường sao hàn lập đột nhiên hướng về phía dã lang bang lạnh lùng nói thanh âm của hắn cũng không to gì lắm nhưng lọt vào tai của mấy ngàn người đang ở trên núi lại giống như sấm sét làm cho bọn họ lập tức khủng hoảng chạy mau còn không chạy hắn thiêu chết bây giờ không biết là ai lên tiếng hô lên đầu tiên nhất thời người của dã lang bang cùng các bang phái nhỏ khác đùng một phát thành một đám hỗn loạn bọn họ tất cả đều tranh nhau chạy xuống núi cả một đám người đông đen chen nhau chạy trên một con đường nhỏ xuống núi làm cho đến nước cũng không lọt qua được, dọc theo đường đi cũng không biết đạp chết cùng bị thương bao nhiêu người. Chỉ chốc lát sau, cả tòa Lạc Nhật Phong trở nên trống trải, ngoại trừ đệ tử của Thất Huyền môn ra, cũng không thấy bất kỳ người nào khác. Vương Tuyệt Sở lúc này vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nguy cơ của bổn môn cứ như vậy mà giải trừ, lại còn tiêu diệt được Cổ Thiên Long, điều này làm cho hắn ngoại trừ sự mừng như điên ra, còn có vài phần thắc thỏm bất an. Hắn biết nếu đối phương có thể không tốn chút sức lực giúp thất huyền môn vượt qua tai kiếp này, như vậy bằng vào thân thủ đó, đối phương cũng dễ dàng chèn ép thất huyền môn, thậm chí có thể cho tình cảnh của thất huyền môn trở nên còn tệ hơn cả dã lang bang lúc này. Vương môn chủ nghĩ tới đây, tâm trạng vốn mới được thả lỏng xuống lại lập tức bắt đầu lo lắng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn vào giữa sân. Ồ, hàn thần y đi đâu rồi? Vương môn chủ vừa nhìn, giật mình không ít, hiện tại trong tầm mắt hắn cao nhân hàn lập kia sớm đã không còn ở tại chỗ cũ có ai nhìn thấy Hàn Đại Phu không? Vương Tuyệt Sở gấp rút quay sang hai bên hỏi. Không biết, không chú ý, cơ hồ tất cả mọi người đều lắc đầu không biết. Cái này cũng khó trách, những người khác tất cả đều bị thủ đoạn thiêu chết người của Hàn Lập làm cho đứng tại chỗ. Làm gì có ai dám nhìn chằm chằm vào vị sát tinh kia, hơn nữa dựa vào thân pháp suốt quỷ nhập thần kia, đối phương có muốn mất tích cũng là một chuyện hết sức dễ dàng. Không cần tìm, ta vừa rồi nhìn người nọ, đã xen lẫn trong đám người đã xuống khỏi lạc nhật phong rồi lúc này, Người áo xám khí sắc đã tốt hơn nhiều, đột nhiên mở miệng nói: "Xuống núi, hắn sẽ đi đâu?" Vương Môn chủ ánh mắt phức tạp cười khổ một cái, thì thào tự nói. Khi hắn nhìn ra bốn phía, tầm mắt vô tình rơi vào trên thân một người. Vương Tuyệt Sở hai mắt đột nhiên lóe lên, khóe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ mặt một lão cáo già rảo hoạt. Giờ phút này, Lệ Phi Vũ vì bạn tốt đột nhiên biến thành thế ngoại cao nhân mà dị thường hưng phấn, đang cùng Trương tụ nhi nói chuyện, cũng không biết có người đã chú ý đến hắn. Cứ như vậy, người của dã lang bang và các bang pha nhỏ khác chạy như bay rút lui khỏi núi, dục ngựa không ngừng cả ngày cả đêm tháo chạy khỏi địa giới thất huyền môn. Mà vương tuyệt sở cũng không phái người đuổi giết vì thực lực cầu môn phái cũng đã bị tổn hao khá nhiều. Sau đó là cả một khoảng thời gian dài, dã lang bang cùng thất huyền môn hai bên đều ngừng mọi tranh chấp, cố gắng tu dưỡng. Lần này thất huyền môn cùng dã lang bang một hồi đại chiến sóng gió, không lâu sau đã truyền ra cả ngàn dặm, đã thành một câu chuyện mang sắc thái tiên ma truyền thuyết không chỉ có người của Hắc Bạch Lưỡng Đạo bàn tán tới, ngay cả người bình thường cũng thích nói đến, trở thành một câu chuyện xưa, tồn tại một thời gian dài không mất. Trong câu chuyện, cuộc đại chiến này ngay từ đầu là kiếm mang của tuyệt thế kiếm khách tranh cao thấp với phi kiếm của kiếm tiên. Kết quả phi kiếm của kiếm tiên thần diệu khó lường, so với kiếm mang của kiếm khách cao hơn một bậc, tuyệt thế kiếm khách đại bại. Mà lúc này, nhân vật hỏa ma đột nhiên hiện thân, hắn chẳng những thừa dịp hai bên nguyên khí đại thương, giết chết kiếm tiên đang có ý đổ trừ ma, sau đó ma tính đại phát một ngọn lửa đốt chết gần ngàn người các bang phái mà bang chủ dã lang đã bất hạnh bỏ mình trong đó cuối cùng hỏa ma nhân sát kiếp quá nặng phạm vào thiên uy bị thần tiên trên trời dùng tiên lôi đánh chết tại chỗ xương cốt cũng không còn cho nên cuối cùng cũng không thấy tung tích khi hàn lập trở lại nơi ở từ miệng lệ phi vũ nghe được bản thân bị đồn đãi thành yêu ma hắn ngạc nhiên đứng ngây ra tại chỗ một hồi lâu không nói gì mà lệ phi vũ sớm đã ôm bụng cười to hồi lâu cũng đứng dậy không nổi giữa trưa năm ngày sau khi tử đấu chấm dứt, đêm hôm ấy, Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ theo dòng người, đi xuống Lạc Nhật Phong, sau khi tìm được khúc hồn, cùng nhau trở về trong cốc. Hàn Lập quay lại, vào trong cốc đóng cửa không tiếp khách, không muốn gặp bất luận kẻ nào, đang cả ngày cả đêm túc trực ngoài cốc vì muốn bái kiến hắn. Đương nhiên dựa vào uy danh của Hàn Lập lúc này, mấy người này cũng không dám có bất cứ sự bất mãn nào, càng không dám tự tiện vào cốc, không thể làm gì khác hơn là sau khi đợi một thời gian, thì cũng phải quay trở về mấy ngày sau đó hàn lập dùng đạo phù lục vũ hình thanh tiểu kiếm bắt đầu luyện tập khu vật thuật bởi vì hắn biết thời gian của bản thân cũng không nhiều cho nên mấy ngày qua mỗi ngày hàn lập đều dùng khu vật thuật đem đạo phù lục nọ hóa thành một đạo ánh sáng nờ không ngừng xoay chuyển bay múa trong cốc cho đến khi pháp lực toàn thân hao hết mới thôi sau đó lẳng lặng nhắm mắt điều tức để cho pháp lực chậm rãi khôi phục đợi pháp lực hồi lại như bình thường hàn lập lại tiếp tục khu động phù lục tiếp tục luyện tập cứ như vậy Hàn Lập không ngừng cần mẫn luyện tập, loại huấn luyện gian khổ này liên tục trong 3 ngày, cho đến khi hắn cho rằng bước đầu đã nắm giữ cách vận dụng khu vật thuật vào thực tế một cách nhuần nhuyễn, mới chính thức chấm dứt. Chương 96: Khuyết hãm. Hàn Lập tại thực tế thao túng luồng sáng xám kia bay múa thì phát hiện, dùng khu vật thuật khu động phù lục nọ biến thành luồng sáng xám, mặc dù sắc bén vô cùng, cơ hồ không có vật gì là không cắt được, cũng tùy theo tay hắn mà bay lượn tấn công địch, nhưng thi triển vẫn có những hạn chế không nhỏ. Đầu tiên, khu động luồng sáng xám này thực sự quá hao phí pháp lực như hàn lập tu luyện trường xuân công tới tầng thứ 8, sử dụng đầy đủ hỏa đạn thuật có thể liên tục thi triển không ngừng hơn trăm lần nhưng khi sử dụng luồng sáng xám pháp lực chỉ có thể duy trì trong một khắc hơn nữa cũng không thể hiện cũng suy nghĩ ra lúc đầu kim quang thượng nhân cũng không phải không muốn ngay từ đầu sử dụng luồng sáng xám mà chỉ là pháp lực của hắn rất có hạn thời gian có thể khu sử phù lục này sợ là ngắn đến đáng thương Điều này cũng giải thích lúc đầu khi Hàn Lập cướp lấy vật này, tại sao sự chống cự lại yếu ớt đến như thế. Đối phương rất có thể vì khu động luồng sáng sám, pháp lực đã hao phí quá nửa, lại gặp Hàn Lập vốn pháp lực đã vượt xa hắn, chu nhau tự nhiên là đã quá yếu, do đó càng dễ dàng đắc thủ. Trừ việc đó ra, một khuyết điểm của luồng sáng sám này là khoảng cách phi hành đả thương người có sự hạn chế nhất định. Luồng sáng sám chỉ có thể lấy Hàn Lập làm trung tâm nội trong 20 trường, có thể thao túng tự nhiên. Ra khỏi phạm vi này, nó sẽ trở nên nặng nề, thỉnh thoảng mất linh. Nếu bay ra ngoài 30 trượng thì luồng sáng xám sẽ hoàn toàn biến nguyên hình thành phù lục mà rớt xuống đất. Nếu như nói chỉ với hai khuyết điểm trên, Hàn Lập cho rằng cùng với sự tinh tiến của pháp lực bản thân, hẳn là sẽ dần dần cải thiện. Nhưng vấn đề cuối cùng lại là nhược điểm chí mạng của phù lục. Hàn Lập sau khi sử dụng phù lục vài lần thì phát giác, những bùa chú trên ngọn tiểu kiếm màu xám này hàn quang phát ra theo số lần sử dụng phù lục mà từ từ yếu đi, tựa hồ thời gian di ong dần dần ngắn lại. Nói cách khác, phù lục này có thời gian sử dụng nhất định, khi sử dụng hết, đó cũng là lúc phù lục này mất hết linh tính, cũng là ngày kết thúc. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hàn lập sau khi thành thạo cách khô sử luồng sáng sám, lập tức đình chỉ luyện tập. Dù sao hắn còn muốn đem vật lợi hại như vậy, vào thời khắc mấu chốt thì sẽ sử dụng. Nói không chừng vật này, sau này ở trong nguy cơ, sẽ cứu lại cho hắn một cái mạng nhỏ. Cũng như vậy, Hàn Lập cho rằng Kim Phù hóa ra vòng hộ thân màu vàng kia, hẳn là cũng có hạn chế như vậy, chỉ là hắn tạm thời không biết khẩu quyết sử dụng, không thể làm gì khác hơn là đem nó cất đi, sau này có dịp sẽ sử dụng. Mà cái lệnh bài hình tam giác kia cùng với cuốn tần thị tộc phổ, Hàn Lập khi nghỉ ngơi cũng lấy ra nghiên cứu, đáng tiếc cũng không có thu hoạch gì. Cứ như vậy tới ngày thứ năm, Hàn Lập mới đem chiêu bài không tiếp khách hạ xuống, lệ phi vô tập tức điên cuồng xông vào, vừa gặp Hàn Lập, liền đem lời đồn đãi đối phương trở thành yêu ma, kể cho hắn nghe. Lời đồn đãi này, làm cho Hàn Lập dở khóc dở cười. Hắn chỉ có thể nghiêm mặt, bình thản nhìn Lệ Phi Vũ, nhìn đối phương cứ như vậy mà giễu cợt mình. Lệ Phi Vũ rốt cuộc cũng ngừng cười, hắn từ từ thu liếm vẻ tươi cười, bắt đầu dùng giọng điệu trịnh trọng nói với Hàn Lập, nói vậy nguyên nhân ta đến nơi đây, ngươi hẳn là có thể đoán được vài phần rồi chứ. Ừm, không phải là mấy vị đại nhân vật kia không yên lòng với ta, nên cho ngươi tới xem thử giọng điệu của ta như thế nào chứ. Hàn Lập thản nhiên nói, hắc hắc, ngươi biết là tốt rồi lệ phi vũ như hạ được gánh nặng thở ra một hơi. Bất quá, ngươi định để cho người bạn tốt này có sự giao nộp thế nào đây? Phải biết rằng, bọn họ vì mua chuộc ta, dĩ hứa cho ta trước phó đường chủ ngoại nhận đường, để ta nhận lời lệ phi vũ lập tức lại đưa ra khuôn mặt tươi cười. Hàn Lập cau mày, sau khi suy nghĩ một chút, khe khẽ lẩm bẩm, xem ra không gặp mấy người vương đại môn chủ này một lần, đem sự tình nói cho rõ ràng, bọn họ đúng là sẽ không an tâm. Như vậy đi, ngươi trở về nói với vương môn chủ, giữa trưa ngày mai, ta sẽ tự mình đi lên lạc nhật phong gặp hắn, để cho hắn khỏi nóng lòng hàn lập mỉm cười nói. Tốt, có những lời này của ngươi, ta có thể giao nộp rồi lệ phi vũ nhún vai, một bộ dáng không quan tâm. Kế tiếp, hàn lập cùng lệ phi vũ chuyện trò một hồi. Thậm chí Hàn Lập còn tỏng khoảng cách gần biểu diễn hỏa đạn thuật để cho người bạn tốt này một lần mở rộng tầm mắt, làm cho hắn hâm mộ một hồi lâu tiếp theo không bao lâu lệ phi vũ cáo từ rời khỏi sân cốc đi về gặp mấy người vương tuyệt sở để báo cáo hàn lập đứng ở cửa phòng nhìn bóng lưng lệ phi vũ đi xa xa xuất thần hồi lâu đột nhiên hắn cười một cách thần bí sau đó thoạt nhìn hết sức cao hứng đi vào nhà đóng cửa lại sáng sớm ngày thứ hai trời còn mông lung hàn lập thần không biết quỷ không hay lẻ lên lạc nhật phong tiếp theo lặng lẽ lẻn vào bên trong phòng của vương môn chủ khi vương tuyệt sở tỉnh lại nhìn thấy trước giường minh có một bóng người đứng thẳng ở đó sắc mặt trở nên không thể khó coi hơn nữa nhưng hắn cố gắng nở ra một nụ cười có chút mất tự nhiên hỏi hàn đại phu sao lại tới đây cũng không kịp tiếp đón từ xa bất quá không phải nói là buổi trưa mới tới sao các hạ sao lại đến sớm như vậy hàn lập lạnh lùng liếc mắt nhìn vương môn chủ mới liếc mắt mà đã làm cho vương tuyệt sở cả người nổi ra gà trên mặt giống như bị dao cắt rất khó chịu hàn lập thấy đối phương toát ra vẻ hoảng sợ trong lòng không khỏi có chút đắc ý Hắn vừa rồi liếc nhìn vương môn chủ là đã thêm vào thiên nhãn thuật trong đó, mới có hiệu quả đặc thù như vậy. Cái này là hắn mấy ngày trước nghiên cứu mới phát hiện tác dụng mới của thiên nhãn thuật, có thể dùng thiên nhãn đối với người bình thường tạo thành tác dụng trấn nhiếp về mặt tinh thần, khiến cho tâm hoảng ý loạn, cùng với kỳ công nhiếp hồn thuật truyền lưu trên giang hồ cũng có chút giống. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, sớm tới tìm để nói, có thể ý nghĩ cũng giống với mọi người, dường như thanh tỉnh một chút, sẽ không làm ra cái chuyện gì làm cho đối phương không vui Hàn Lập trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào, khẩu khí lại tựa hồ có chút bất thiện. Chương 97, bối hộ giao dịch. Vương Môn chủ vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi hồi hộp, tim âm thầm đập mạnh. Ngày hôm qua hắn cùng với các nhân vật cao cấp khác, sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói Hàn Lập trưa ngày mai sẽ lên lạc Nhật Phong, trong đó có những người nói bởi vì đối phương quá nguy hiểm, cũng không thể khống chế được, đã đề xuất bí mật động thủ, đề nghị nhân cơ hội giết chết Hàn Lập nhưng đề nghị này bị một bộ phận khác cực lực phản đối. Bọn họ nhận thấy như vậy quá mức nguy hiểm, nếu thất bại sẽ dễ dàng bị đối phương tận lực đánh trả, cho rằng trước tiên phải đàm phán với đối phương, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Những người có ý đồ lập tức xuống tay, lập tức lấy lý do để lâu sẽ lộ bí mật, cùng với đêm dài lắm mộng, để kịch liệt bài xích. Nhưng thật ra tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, nói hàn lập quá mức nguy hiểm, chỉ bất quá là lấy cớ mà thôi, nhưng thật ra chính là những người này muốn ngưu đồ pháp môn tu luyện của người ta, định từ trên người vị hàn đại phu này mà tìm ít đồ tốt. Cho dù những người phản đối xuống tay, sợ cũng có ý niệm như vậy trong đầu, chỉ bất quá bọn họ thích dùng thủ pháp tương đối ôn hòa, bí mật mà thôi. Hai này trước mặt vương môn, cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng không chịu phục đối phương, vẫn còn tiếp tục tranh chấp. Cuối cùng, chính là vị sư thúc áo xám nhịn không nổi nữa, lạnh lùng nói một câu nói, làm cho mọi người lập tức tĩnh lặng xuống các ngươi muốn giết vị hàn đại phu này chẳng lẽ không sợ trưởng bối của hắn tìm tới tận cửa sao những lời này của người áo xám như gáo nước lạnh lập tức làm nguội lạnh đi cái đầu nóng của bọn họ đúng vậy đối phương còn trẻ như thế mà đã lợi hại như vậy khẳng định còn có trưởng bối ở phía sau nếu như mạo hiểm hại chết đối phương đến khi trưởng bối tìm tới tận cửa chẳng phải là tất cả mọi người chết không có chỗ chôn sao khi hiểu được hại vị hàn đại phu này cũng chính là hại chết chính mình, đám người trước đây chủ trương hạ độc thủ lập tức đổi chiều, mặc dù vẫn còn một hai người vì lòng thèm khát vẫn cố gắng kiên trì, nhưng ý kiến lấy phương thức ôn hòa đối đãi với Hàn Lập vẫn được thống nhất. Hiện tại vương môn chủ thấy Hàn Lập đột nhiên nói một câu ý vị thâm trường như vậy, tự nhiên có chút sợ hãi, tưởng rằng đối phương thần thông quảng đại, không biết từ chỗ nào biết được nội dung cuộc tranh chấp ngày hôm qua, cho nên mới cảnh báo với hắn như vậy. Bất quá, vương tuyệt sở cũng đã làm môn chủ nhiều năm nay, sự lịch duyệt cũng không phải là tầm thường. Hắn rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng của thiên nhãn thuật tạo thành, thần sắc khôi phục lại bình thường. Hàn thần y sao lại nói như vậy? Bổn môn từ trên xuống dưới cũng là cảm kích các hạ vô cùng vương tuyệt sở sau khi trong lòng lập định kế hoạch, thì quyết định xem thử xem ý tứ của đối phương thế nào rồi hãy nói. Nhưng sao ta nghe nói, hình như có người muốn tạo bất lợi đối với ta. Hàn lập cười lạnh một chút, thản nhiên nói. Vương môn chủ vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, nhưng thấy Hàn Lập cũng không có dấu hiệu tức giận, cũng hơi yên tâm một chút. Đối phương nếu không dùng giọng phẫn nộ mà nói như thế, hơn nữa một mình đến gặp hắn, rõ ràng rằng đối phương có thể chỉ là nghe được chút lời đồn đãi, cũng không phải là biết rõ nội dung của hội nghị, xem ra còn có đường để vãn hồi quan hệ giữa hai bên. Hàn thần y đừng có hiểu lầm, bổn môn đích xác có mấy người bại hoại, ý đồ vong ân phụ nghĩa. Nhưng các hạ cứ yên tâm, mấy người này sớm đã bị bắt giam cẩn thận, phải biết rằng đại đa số người của bổn môn đối với Hàn Đại Phu chính là cảm kích tận đáy lòng, tuyệt sẽ không làm ra cái chuyện lời oán báo ơn, tuyệt đối không có chuyện đó vương tuyệt sở sau khi âm thầm suy nghĩ, lập tức nói ra một hồi những lời đại nghĩa tận trời. Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng cười lạnh không ngừng. Hắn từ khi bại lộ thực lực, trợ giúp thất huyền môn vượt qua tai kiếp này, liền dùng tích xưa, điều tận cung tàng, quá hà sách kiều để nhắc nhở bản thân phải cẩn thận coi chừng. Đừng tưởng rằng đối với người khác có ân, đối phương nhất định là sẽ cảm kích mình phải biết rằng lòng người rất khó đoán đối với những đại nhân vật này mà nói chỉ cần có đủ ích lợi phong ân phụ nghĩa lục thân bất nhận chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi nhiều khi hiển nhiên như ăn cơm xong thì phải uống nước vậy cái này cũng là một trong những lý do hàn lập sau khi về cốc đã đóng cửa không gặp bất kỳ ai hắn cố ý làm cho những người này tỉnh táo một chút đừng vì ngọn đuốc tham lam mà để cháy sách đi lý trí sau lại nói với lệ phi vũ truyền thư gặp mặt với những người này hàn lập cũng không định đi gặp họ phải biết rằng mặc dù thực lực của hắn hiện tại cao hơn nhiều so với người giang hồ bình thường nhưng nếu đối phương quyết tâm dùng thủ đoạn thì vẫn có nhiều phương pháp có thể dồn hắn vào chỗ chết bởi vậy vì an toàn hắn đã cố ý tới trước nửa ngày lén một mình gặp vị vương đại môn chủ này mà vừa rồi hắn chỉ bất quá hơi dò xét đối phương một chút mà thôi vị vương đại môn chủ đã lộ ra chút đuôi cáo xem ra các đại nhân vật của thất huyền môn này thật sự đã lo lắng sẽ động thủ đối với mình Bất quá như vậy cũng không sao cả, bất kể đối phương là thật động thủ hay là chỉ mới một chút suy nghĩ, hắn cũng sẽ không vì thế mà nổi giận. Bởi vì sau khi tiến hành giao dịch với người đứng đầu thất huyền môn này xong, hắn sẽ cao chạy xa bay, cũng sẽ không có bất kỳ giao thiệp gì với bọn họ nữa. Lời nói thừa ta cũng không nói. Không dối gạt Vương môn chủ, ta cùng các hạ sau khi gặp mặt lần này, sẽ rời khỏi nơi đây, đi tới phương xa, rất có thể vĩnh viễn không về lại đây nữa. Mà trước ra đi, ta muốn cùng môn chủ làm một cuộc giao dịch đều có lợi cho cả hai bên hàn lập sau khi nhìn thẳng vào vương tuyệt sở một hồi, đột nhiên thần bí nói ra. Giao dịch, vương môn chủ nghe được đối phương phải rời khỏi, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó nghe đối phương muốn cùng hắn giao dịch, trong lòng lại buồn phiền. Bản thân cùng vị hàn thần y này, có cái gì có thể giao dịch đây? Hắn trong lòng cũng không khỏi nhịn được có chút sao xuyến. Vào giữa trưa, tới thời gian hẹn ước, Hàn Lập cũng không có xuất hiện tại chủ điện Lạc Nhật Phong, ngược lại là vương môn chủ tinh thần phấn chấn đi vào giữa hội trường. Vương đại môn tuyên bố tại chỗ, không cần đợi đối phương nữa, bởi vì Hàn Lập đã rời khỏi Thải Hà Sơn, không biết tung tích. Phòng trừng đối phương sẽ rời khỏi Kính Châu, thậm chí là đi nước khác, cho nên tất cả phiền phức cũng đã biến mất. Những người ở đây sau khi nghe những lời này, tất cả đều trợn tròn hai mắt, nhìn nhau, cả hội trường không nghe một tiếng động. Người cũng đã đi, thì còn có cái chủ ý chó má gì nữa. Tại sao vậy, tại sao lại đi? Những người này bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chương 98, hồi thôn. Không lâu sau khi Hàn Lập rời khỏi thải Hà Sơn, Vương Môn chủ tuyên bố thu lệ Phi Vũ làm đệ tử, còn cho hắn chính thức làm đường chủ ngoại nhận đường, từ đó về sau đối với hắn rất sủng tín. Hơn nữa mấy năm sau đó, tam thúc của Hàn Lập không ngờ phạm sai lầm, động đến bang quy, vốn là nguy đến tính mạng, cũng được Vương Môn tận lực che chở mà thoát nạn. Mà Vương Môn chủ, sau này tại bang phái tranh đấu, cũng gặp nhiều kình địch Từng mấy lần bị thương nặng, muốn mất mạng. Mỗi khi tất cả mọi người tưởng rằng mạng hấp khó mà cứu được nữa, hắn đều dựa vào thuốc trong một cái bình ngọc, kỳ tích liền phát sinh, rất nhanh bình phục tiếp tục chiến đấu. Chuyện này khiến cho người khác thèm muốn, cũng hỏi hắn tên cùng lai lịch của thuốc này, nhưng Vương Tuyệt Sở vẫn ấp úng, không chịu nói rõ. Đương nhiên muốn tìm được người chế ra thuốc này, tự nhiên là không thể. Cho đến nhiều năm sau, khi Vương Tuyệt Sở qua đời, hắn mới để lại cái tên của thuốc này dưỡng tinh đan lúc này trong bình ngọc chỉ còn lại có ba viên nhưng ba viên thuốc này cũng khiến cho một phen huyết vô tinh phong mang đến cho hậu như của vương tuyệt sở không ít phiền phức bất quá đó là chuyện sau này hiện tại cũng không đề cập tới mà lệ phi vũ lúc này đang cầm mấy cái bình nhỏ và một tờ giấy ngơ ngác xuất thần hắn buổi sáng khi mới từ chỗ trương tụ nhi quay lại về bên trong phòng đã có thêm nhiều món đồ tờ giấy là do hàn lập lưu lại mặt trên rất đơn giản chỉ là chào lệ phi vũ hắn đã rời khỏi thất huyền môn có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Mà thuốc ở trong bình đã được tỉ mỉ điều phối, hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ của Lệ Phi Vũ, hy vọng Lệ Phi Vũ không cự tuyệt. Cuối cùng thay vì ký tên, mà đã vẽ khuôn mặt tươi cười của Hàn Lập. Bên cạnh khuôn mặt tươi cười, có một câu chúc Lệ Phi Vũ cùng Trương tụ nhi sớm ngày thành thân, sinh nhiều quý tử. Lệ Phi Vũ sau khi ngơ ngẩn cả người, đột nhiên chạy ra khỏi phòng, xông lên một ngọn núi nhỏ gần hắn nhất. Trên đỉnh núi Lệ Phi vũ vội vàng nhìn về phía cổng lớn của thất huyền môn, chỉ thấy nơi đó, một mảng màu xanh, không thấy một bóng người nào. Sau khi đứng không nhúc nhích đợi hồi lâu, Lệ Phi vũ thở dài một hơi, rốt cục ánh mắt cùng vẻ mặt tịch lưu thấp giọng nói, hy vọng ngươi bảo trọng. Thượng lộ bình an, sau đó Lệ Phi vũ từ từ xuống núi, bóng lưng chậm rãi mà đi, có vẻ phi thường cô đơn cùng u buồn. Lúc này, một chiếc xe ngựa đang đi trên đường, nhắm hướng đông mà đi tới. Hàn Lập cùng khúc hồn đang ngồi ở trên xe, mặc dù bên trong xe không gian cũng không nhỏ nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ ngồi mà thôi bởi vì hàn lập dùng ba lượng bạc vụn tạm thời bao cả chiếc xe ngựa này chiếc xe ngựa này bề ngoài nhìn qua có chút rách nát có vẻ phi thường cũ kỹ nhưng bên trong đã được thu dọn sạch sẽ hơn nữa hai con ngựa kéo xe cũng khá khỏe chạy rất mạnh mẽ kéo cỗ xe chạy nhanh như bay hàn lập chính là vì hai điểm này mới bằng lòng dùng ba lượng bạc vụn bao cả xe phải biết rằng xe ngựa bình thường như vậy đi liên tiếp mấy ngày cũng chỉ có thể được một hai lượng mà thôi. Sa phu của xe ngựa là một người trung niên nhân da cháy nắng rất bình thường, cũng rất ít nói. Trừ phi Hàn Lập chủ động hỏi, nếu không hắn sẽ không mở miệng nói chuyện. Điểm này cũng làm cho Hàn Lập rất hài lòng. Phải biết rằng, bên cạnh hắn dẫn theo khúc hồn, thân hình cao lớn dị thường, lại mang một bộ áo giáp khe khuất cả mặt mày, thoạt nhìn thần thần bí bí. Nếu đổi là người lắm miệng mà hỏi tới, cũng phải một phen ứng phó, cũng rất phiền phức. Trên đầu Hàn Lập, còn có một con chim lông vàng vân xí điểu, con chim này mười phần linh tính, cũng đang nhắm hở hai mắt lại, xem ra cũng đang nghỉ ngơi. Khúc hồn ngồi ở một góc khác, trên vai vác một cái bao to, bên trong ngoại trừ một chút quần áo, tất cả đều là rất nhiều vàng bạc cùng các loại vật phẩm có giá trị không ít. Về phần pháp khi cùng sách vở đồ vật lấy được từ mặc đại phu, bởi vì quan hệ trọng đại, Hàn Lập sợ bị mất cho nên đem theo người. Hiện tại Hàn Lập an tĩnh ngồi ở bên trong xe, nghe tiếng bánh xe phát ra những tiếng lộc cọc, thần sắc bình lặng không có sao động gì cũng không có bởi vì rời khỏi thất huyền môn mà có cái gì thương cảm muốn nói có điểm duy nhất làm cho hàn lập có cảm giác nhớ tới cũng chỉ có người bằng hữu chi giao lệ phi vũ bất quá nói vậy đối phương cũng đã nhận được lời nhắn của mình thấy được bí dược điều chế riêng cho hắn hy vọng thuốc này có công hiệu cũng để cho bạn tốt hưởng thụ một chút nhân sinh vui sướng dài một chút hàn lập nghĩ tới đây vương thân thể ra dựa lưng vào trên vách bắt đầu lim dim ngủ điểm đến của chuyến xe này hắn đã báo cho Sa Phu, chính là cái thôn nhỏ nơi mà hắn sinh ra. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn hy vọng bản thân khi mở mắt ra là có thể thấy khuôn mặt của song thân cùng huynh đệ tỉ muội Đã rời khỏi cha mẹ nhiều năm như vậy, ngay cả khuôn mặt của họ, trong trí nhớ cũng có chút mơ hồ. Cho nên Hàn Lập ghé về lại quê hương trước, nhất định phải chính mắt thấy được song thân mạnh khỏe, nếu không hắn vĩnh viễn không cách nào mà an tâm rời đi. Không biết tiểu muội thế nào rồi, bây giờ hẳn là đã 16-17 tuổi, đã là đại cô nương rồi. Lần trước gửi nhận thư của nhà, hình như nhắc tới nó đã được gả vào gia đình tốt, đã thu xính lễ hàn lập ở trong mông mông lung lung mà ngủ đi, trong đầu hiện ra một thân ảnh gầy yếu, chủ nhân của thân ảnh này vẫn đi theo sau hắn, thanh âm tức giận tứ ca ca tứ ca ca mà kêu không ngừng. Thời gian quả thật trôi qua quá mau, hàn lập rốt cục trong không khí ấm áp đó, mà ngủ say đi. Hắn ngủ lần này phi thường an ổn, phi thường ổn định, giống như khi còn bé được cha mẹ bảo vệ, xưa đuổi mũi mỏng, ngủ trong hương vị ngọt ngào như vậy. Năm ngày sau, Hàn Lập dọc theo đường đi, rốt cục đã trông thấy thôn nhỏ vô cùng quen thuộc ở xa xa. Bức tường bùn nhỏ, mấy đống cỏ khô, còn có mấy cái ngõ nhỏ kia, tất cả đều làm cho Hàn Lập như trong giấc mộng, hôm nay đều chân thật xuất hiện trước mắt. Hàn Lập chân áp kích động trong lòng, hắn cho Sa Phu đưa ngựa rừng ở xa xa bên ngoài thôn, khúc hồn cũng ở lại trên xe không cho xuống. Bản thân hắn bước nhanh vào thôn, càng đến gần thôn, tim hắn càng lúc càng đập nhanh. Loại cảm giác không tự kìm hãm được này, Hàn Lập đã lâu cũng không cảm thụ qua. Chương 99, Ly Khai. Cuối cùng, Hàn Lập cũng từng bước từng bước đi vào thôn. Một bước vào thôn, hắn đã nghe được âm thanh nhạc khí vui vẻ vang trời, cũng dọc theo đường nhỏ trong thôn mà đi tới, một bóng thôn dân cũng không nhìn thấy. Hàn Lập trong lòng chợt động, loại khung cảnh cùng âm thanh này, hắn khi còn bé rất quen thuộc, cái này rõ ràng là một hộ thôn dân nhà có hôn sự người trong thôn đều tới chúc mừng hoặc xem náo nhiệt. Hàn lập lấy lại tinh thần, đem linh thức chậm rãi phóng ra ngoài. Kết quả phát hiện già trẻ trong thôn, quả nhiên đều tụ tập tại một chỗ. Vị trí mà bọn họ tụ tập, Hàn lập cảm thấy nhìn rất là quen mắt, cái này không phải chính là chỗ gia đình mình sống sao. Hàn lập giật mình, chẳng lẽ là, Hàn lập mơ hồ đoán được cái gì đó. Hắn bước nhanh tới, nhanh chóng băng qua các căn nhà, cua qua lại mấy lần, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy mấy trăm thôn dân, đều vây quanh trước sân của một căn nhà. Căn nhà lập ngói khang trang có vẻ khá hơn các căn xung quanh, trước cửa có gắn một chữ hỷ thật lớn. Trước sân còn có một đội chơi nhạc, đang ở đó chơi trông rất náo nhiệt. Mà các thôn dân hoặc đứng, hoặc có người ngồi thẳng xuống đất. Bọn họ tụm năm tụm ba, có người thì thầm, có người lớn tiếng tranh luận cái gì đó, cũng có người dùng ánh mắt hâm mộ không ngừng nhìn vào phía bên trong nhà. Bên cạnh thôn dân có rất nhiều trẻ nhỏ, bọn chúng đang tung tăng huyên náo chơi đuổi bắt. Chứng kiến một màn quen thuộc này, Hàn Lập trong lòng suy nghĩ. Tựa hồ trong nháy mắt, hắn lại nhớ tới quá khứ, lại hóa thân thành một đứa trẻ, cùng bọn chúng đang chơi đuổi bắt. Ha ha, Hàn gia tứ nhà đầu thật có phúc khí, nghe nói là một vị tú tài ở thành thị phía nam, đó là một gia đình có học vấn. Cũng đúng, là chính thất lại có thân phận tú tài phu nhân. Nghe nói Hàn gia thách cưới cũng rất dọa người, tới hơn 20 lượng bạc trắng. Thật là có tiền, âm thanh bàn tán của thôn dân làm cho Hàn Lập thấy giật mình. Hàn ra tứ nhà đầu, vậy không phải là tiểu muội sao? Chẳng lẽ thật là ngày tiểu muội xuất giá sao? Hàn Lập tình cảm dâng lên nghẹn ngào nói không nên lời. Cũng không biết trong lòng ra sao, Hàn Lập bước vài bước trốn ở đằng sau một cây đại thụ ở gần đó, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Đột nhiên, từ xa xa vọng tới một tiếng hô to kiệu hoa tới. Chú dễ tới đón tân nương tử, nghe những lời này, thôn dân lập tức sao động, trong phút chốc tiếng của mọi người ồn ào hẳn lên tân nương tử đi ra đi, tân nương tử đi ra đi, mau đến xem, không đứa nhỏ nào cam lòng yếu thế la hét, hàn lập tinh thần chấn chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa nhà. Kẹt cánh cửa gỗ mở ra, từ bên trong đi ra hơn 10 người nam nữ. Ở giữa bọn họ, có một người mặc áo hồng đang cõng một cô gái. Cô gái này cầm trẻ, tướng mạo thanh tú, ước chừng 16-17 tuổi, vẻ mặt lúc này có vẻ ngượng ngùng. Hàn lập mở to hai mắt, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô gái, muốn từ trong đó tìm ra một ít bóng dáng của tiểu muội trong trí nhớ. Trừ chân mày và khóe mắt của cô gái ra, cũng còn tìm được một chút cảm giác quen thuộc, còn những chỗ khác cũng không thể làm cho Hàn Lập liên tưởng đến người tiểu muội trong trí nhớ. Khổ, nữ 18 thay đổi lớn, những lời này cũng thật có đạo lý. Hàn Lập cười khổ một chút, sau đó bắt đầu đem ánh mắt hướng về những người bên cạnh nàng. Cái, này, mập mạp thị, dạ, đúng, là tam thúc liếc mắt, một cái tựu đã nhìn ra hoàn, vẫn, còn và, cùng trước kia giống nhau, đích bàn. Bên này là hắc đại ca, là đại ca hàn thiết, người phụ nữ bên cạnh hắn, có lẽ là đại tẩu. Hàn lập một bên nhìn qua, một bên nói thầm trong miệng, tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn nhẹ nhàng đi một chút. Khi ánh mắt của hắn, rơi vào hai vị lão nhân một nam một nữ tóc bạc, hàn lập liền ngưng lời. Hắn ngơ ngác đứng ở sau gốc cây, vẫn không nhúc nhích, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đó có cao hứng, có e rè, còn có một chút mờ mịt, sự già nua của cha mẹ vượt xa sự dự đoán của hàn lập hắn nhớ lúc bản thân lên núi tóc của mẫu thân vẫn đen nhánh nhưng hôm nay đã hai màu xám trắng mà lưng của phụ thân vốn thẳng tắp bây giờ cũng đã còng xuống hàn lập im lặng không nói gì ý nghĩ như hồ hồ đi giống như một mớ hồ bột tất cả việc phát sinh phía dưới hắn đều không biết đợi khi hắn tỉnh táo lại tiểu muội đã ngồi lên trên chiếc xe đầy vải hồng đã đi xa xa Bên cạnh xe là một vị thư sinh đội máu màu xanh cưới ngựa theo sát. Hàn Lập dùng sức nhìn thoáng qua chiếc xe ở xa xa, rồi lại quay đầu lại nhìn kỹ song thân trong đám người, sau đó nhắm hai mắt lại. Đem tất cả khuôn mặt của cha mẹ cùng mấy người trí thân, sau khi khắc sâu vào tận đáy lòng, Hàn Lập quay người lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kiên nghị, tiếp theo cất bước đi về phía cửa thôn. Hàn Lập biết, khi hắn một lần nữa đi ra khỏi cửa thôn, quan hệ giữa hắn cùng với những người này đã chấm dứt, kiếp này chỉ có thể đến đó mà thôi hắn rất rõ ràng, từ khi học trường Xuân Công và biết được sự tồn tại của người tu tiên, con đường của hắn đi so với người bình thường đã hoàn toàn không giống nhau. Bất kể sau này là hòa hay phúc, là hung hay lành, hắn cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của mình. chương 100, Gia Nguyên Thành Lam Châu là châu phủ có diện tích lớn thứ 8 trong số 13 châu của Việt Quốc, nhưng nói về sự sung túc thì đứng hàng thứ hai chỉ sau Tân Châu. Nó nằm ở phía nam của Việt Quốc, đất đai phì nhiêu, bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thủy đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển đường sông, lại thêm mưa thuận gió hòa, cho nên cực kỳ thích hợp với các loại thực vật, là khu vực sản xuất ra lương thực đứng đầu toàn quốc. Còn về gia nguyên thành ở trung bộ của Lam Châu, tuy không phải là phủ thành của Lam Châu, nhưng đúng là đệ nhất đại thành của Lam Châu. Hương lỗ đại vận hà giao thông từ Nam tới Bắc của Việt Quốc chính là đi qua trung tâm của thành này, lại thêm một vài con đường thủy và bộ khác cũng đi ngang qua đây, cho nên giao thông cực kỳ phát đạt, có thể xưng là nút giao thông vận chuyển đường thủy, nơi quan trọng cho việc buôn bán. Hàng năm số thương hộ, lữ khách qua đây tính không nổi, kéo theo sự phát triển của các hoạt động buôn bán làm ăn ở đây, cho nên Gia Nguyên Thành trở thành toàn châu đệ nhất đại thành cũng không phải là sự kiện ngạc nhiên. Tại Gia Nguyên Thành, các loại xe, bến đò, thuyền cực kỳ nhiều, trải khắp toàn thành. Từ đó dạng như sa phu, cửu vạn, thuyền công lại càng nhiều như châu ngựa, có hơn vài vạn người, Tôn Nhị Cầu chính là một trong những người dựa vào bến đò mà sống. Tôn Nhị Cầu, người cũng như tên, mắt lé mi lệch, bộ dáng rách dưới như lê hỏng táo thối, nhưng do giỏi việc nắm bắt lòng người, nịnh nó tốt, trái lại khiến cho hắn thành một tiểu đầu mục của một bang phái ở bến đỏ, thủ hạ dưới tay có khoảng chục tên cửu vạn lao động chân tay, dựa vào việc vận chuyển hàng hóa và hành lý cho các thương khách qua lại mà sống. Bởi vậy vào buổi sáng hôm nay, khi tôn nhị cầu đến bến đỏ, mấy tên thuộc hạ của hắn vội vàng đi lại gần, cung kính xưng hô. Chào buổi sáng, nhị ra, nhị ra đã đến, tôn nhị cầu nghe được những lời xưng hô như vậy, người không khỏi có chút lâng lâng dù sao cũng đã có thể được người ta xưng hô một tiếng ra điều này nói rõ ở đây hắn cũng được xem như một nhân vật có thân phận cho nên hắn phải ra vẻ một chút từ mũi hừ ra vài cái coi như là đáp lại sự ân cần thăm hỏi của đám thuộc hạ nhị ra cái gì không phải là nhị cầu đó sao chính xác cũng là một con chó có hai chân con chó bắt chiếc dáng người ha 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 một trận cười mang ý trào phúng không hề có ý che giấu truyền vào trong tại tôn nhị cầu Tôn nhị cầu nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tâm tình đang vui trong phút chốc biến thành xấu. Hắn từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía hơn chục người đang đứng ở một bên của bến đỏ, đem một quang dọi vào một vị hắc đại hán vai to lưng rộng, trong mắt lóe lên vài phần đố kỵ và hận thù. Nhắc tới người mà tôn nhị cầu thống hận nhất ở Gia Nguyên Thành, hắc đại hán này tuyệt đối có thể xếp trong ba người hắn thống hận nhất. Nếu như có người nói với hắn, dùng toàn bộ gia tài của hắn để đổi lại sự biến mất hoàn toàn của hắc đại hán trên thế gian này, Tôn Nhị Cầu có lẽ còn chút do dự, nhưng nếu đổi thành chỉ cần một nửa tài sản của hắn, hắn lập tức đồng ý không chút do dự, đương nhiên do hắn ăn chơi chắc tăng, cho nên toàn bộ gia tài thực sự là chả còn bao nhiêu. Tên thật của Hắc Đại Hán này là gì, mọi người sớm đã quên mất, người ở bến đò hoặc gọi là Hắc Gia, hoặc gọi thẳng một cách thoải mái là Hắc Hùng. Hắn là một tiểu đầu mục của thiết trường hội, địa vị của hắn cùng Tôn Nhị Cầu ở bang hội Tứ Bình Bang không khác nhau là mấy, do vậy hắn cũng bị phái đến bến đò này quản lý một nhóm cửu vạn khác một núi không thể có hai hổ nói chi đến một bến đỏ nho nhỏ này bởi vậy người của hai bang từ lúc bắt đầu đã đối đầu nhau lại thêm trải qua vài lần xung đột tranh giành thương khách quan hệ của bọn họ càng thêm ác liệt bây giờ mỗi khi bọn họ gặp nhau người của hai bang nếu không cười đều mắng nhức nhau thì cũng là xô đẩy gạt bỏ tranh giành lẫn nhau nói chung là chỉ còn thiếu mỗi nước đánh nhau to mà thôi thủ hạ mà đã như thế vậy không cần nói đến những người kiếm được lợi ích nhiều nhất ở đây tôn nhị cầu và hắc hùng hai người cùng coi đối phương cực kỳ không vừa mắt nhưng là tiểu đầu mục của bang hội có chút địa vị và thân phận bọn họ đều biết hai bang phái thiết trưởng hội và tứ bình bang vốn là bang phái đồng minh đang liên kết để đối kháng với một bang phái khác mạnh hơn đó là độc long bang do đó hai người tuy muốn trục xuất đối phương rời khỏi nơi đây độc chiếm bến đỏ nhưng cũng chỉ còn cách nhẫn nại chịu đựng mà thôi nhưng những bất mãn và lửa giận dồn nén trong lòng của bọn họ lại thông qua xung đột giữa bọn thủ hạ mà phát tiết ra ngoài điều này đã thành thói quen phải làm vào buổi sáng hàng ngày của hai người. Lần này cũng vậy, thủ hạ của tôn nhị cầu không cần đợi chỉ thị của hắn, mấy gã nhanh mồm nhanh miệng, không chút khách khí phản kích ngay lại. Người có biết ngu ngốc nhất trong đám xúc vật là loại nào không? Gấu A, à, trong các loài gấu, ngu ngốc nhất là loài gấu nào? Đương nhiên là gấu đen, ha ha, lúc đầu nghe thủ hạ của mình chào phúng đối phương, khuôn mặt hắc hùng lộ rõ vẻ đắc ý, nghe xong mấy câu này, chỉ một lát mặt mũi tối sầm lại còn tôn nhị cầu thì nở nụ cười hắn hài lòng vỗ vỗ bả vai của mấy tên thủ hạ như biểu thị ý cỗ vũ thủ hạ của hắc hùng không can tâm chịu yếu thế các loại ngôn từ dơ bẩn không chịu nổi thành chuỗi phát ra tôn nhị cầu bên kia cũng không khách khí tất cả đều là đại lão gia ai sợ ai a à hát tự nhiên những gì nghe không tốt những gì khó nghe liền được chọn lựa ra để phản kích tôn nhị cầu và hắc hùng hai lão đại của bọn họ thì đứng một bên lạnh nhạt quan sát bọn họ là những người có địa vị tự nhiên không thể gia nhập vào cái đám chửi nhau như đàn bà này. Đang lúc hai đám người nói đến nỗi mồm miệng khô khốc, nước bọt bay tung tóe, đột nhiên một thủ hạ của tôn nhị cầu kinh hô một tiếng có thuyền đang tới. Câu nói này lập tức khiến cho gần trăm đại hán đang mắng chửi một cách cao hứng, kêu a một cái, toàn bộ đều ngừng nói, đồng thời quay đầu nhìn ra phía bờ sông. Dù sao thì bạc trắng tinh cũng có sức dụ hoặc hơn nhiều so với sự thống khoái nhất thời của miệng lưỡi. Nhưng khi đám đại hán nhìn cho rõ chiếc thuyền ghé vào bến đỏ, thì lại có chút thất vọng nổi lên, đó chỉ là một con thuyền lá nhỏ dẹp, xem tình hình nhiều lắm chỉ có thể ngồi đủ cho ba tới năm vị khách thương, chắc chắn không phải vụ làm ăn lớn. Điều này cũng không lạ, bến đỏ này vừa rách nát vừa bé, hơn nữa vị trí rất hẻo lánh, bình thường không mấy khi có thuyền lớn đến đây. Chỉ khi nào việc làm ăn buôn bán hưng vượng, mới có những thuyền lớn do không đậu được ở các bến đỏ khác, mới bất đắc dĩ lên bờ ở chỗ này. Chiếc thuyền nhỏ này, sau khi dừng lại tại bến đỏ, từ trên thuyền bước xuống chỉ có hai người. Một người xem ra chừng 17-18 tuổi, tướng mạo bình thường, còn người kia là một cự hán cao hơn hẳn hai cái đầu so với người bình thường. Người trẻ tuổi mặc chiếc áo xanh bình thường, đậu trên vai là một chú chim nhỏ màu vàng, vừa mới xuống thuyền đã nhìn lung tung khắp nơi, đúng là bộ dạng của một hạ nhân vừa mới vào thành. Còn cự hán kia đầu đội nón che, thân mặc lục bào, không nhìn rõ được diện mục, trang phục có chút quỷ dị. Cự hán luôn theo sát sau lưng thiếu niên nhân, nửa bước không rời, bộ dáng như là hạ nhân thiếu niên nhân và cự hán chính là Hàn Lập và Khúc Hồn, mất 3 tháng liên tục mới tới được cố hương của Mạc Đại Phu. Sao Đại Vận Hà, con sông lớn thường được dùng để vận chuyển hàng hóa. chương 101, tiền tài nhà hỏa, Hàn Lập xuất phát từ quê nhà, hướng Đông Nam mà đi thẳng đến Lam Châu. Trên đường đi, có lúc hắn cùng người khác kết thành bạn đường cùng vượt qua các thành thị Đông Đúc, cũng có khi vì muốn rút ngắn quãng đường, một mình đi qua nơi hoang sơn giã địa. Nửa đường, cũng chưa có việc nguy hiểm gì phát sinh, chỉ duy nhất một lần ngoài ý muốn khi chú đêm ở một nơi hoang dã gặp phải mấy con sói hoang đói đến đỏ mắt kết quả chúng biến thành bữa cơm tối trong bụng hàn lập lần đi đường này hắn ngàn dặm phong trần liên tiếp đi qua hai châu khác mới khổ cực vạn phần tới được lam châu vừa vào tới địa giới của lam châu hàn lập rất kinh ngạc với sự phát đạt của giao thông đường thủy ở đây nên biết rằng gã vốn ở việt châu nơi mà hơn phân nửa đều là hoang sơn giã lĩnh đa phần sống trên khâu lăng sơn chưa cần nói đến kênh đảo lớn ngay cả những con sông nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu, nước ăn đa phần là nước giếng và nước suối là chính. Cho nên, Hàn Lập rất hứng thú với việc nhiều loại thuyền đi lại như con thoi trên mặt nước, cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ, gã đã bao luôn con thuyền nhỏ này, lần đầu tiên thưởng thức hương vị của việc đi thuyền. Kết quả sau mười mấy ngày, Hàn Lập thuận buồm xuôi gió đến được thành gia nguyên, nơi mà Mạc Đại Phu nhắc đến trong thư, đặt chân lên một bến đỏ nhìn không ra sao này. Ấn tượng đầu tiên của Hàn Lập đối với bến đỏ này là nó quá cũ nát. Toàn bộ bến đỏ đều là dùng loại gỗ tạp để dựng lên, địa phương này không những nhỏ bé thô lậu, mà nhìn đông nhìn tây trông nó như một cái giỏ rách nát, như một cái túi thùng, rõ vẻ hỗn loạn và bẩn thỉu. Hơn nữa bên trong hai tòa nhà dựng bằng trúc ở trên bến đỏ có khoảng chục gã đại hán khỏe mạnh đang đứng, tay chân, trên mình chỉ khoác một chiếc áo cộc, tất cả đều để lộ ra một vẻ khỏe mạnh hung hãn. Lúc này đám đại hán đang nhìn chằm chằm vào gã và khúc hồn, có người trong ánh mắt lộ rõ nhãn tình khẩn trương. Hàn lập sừng suốt một lúc, nhưng lập tức mỉm cười trước lúc rời thuyền để lên bến thuyền phu chèo thuyền đã nhiệt tình cảnh báo gã ở bến đỏ của thành gia nguyên có một quy định bất thành văn không cần biết khách thương khi lên bờ mang theo bao nhiêu vật phẩm đều phải dùng tiền thuê một gã khổ lực mang vác đồ dùm nếu không làm như thế liền gặp phải sự đối xử dã man của khổ lực và kiệu phu có khi còn bị đánh cho một trận không chừng hàn lập lần đầu tới đây gã không hề có ý nghĩ phá hỏng các quy định đã có ở đây cho nên hiền lành nói một câu Ta muốn thuê kiệu phu, có người đến không? Lúc này tôn nhị cầu đã thu ánh mắt của mình lại. Thông qua một phen vừa thẩm tra, trong lòng hắn đã nhận định thiếu niên nhân vừa lên bờ, quá nửa là một thiếu gia của một địa chủ, còn gã cự hán kia chắc chắn là bảo tiêu. Tổ hợp như thế này, hàng năm tại Gia Nguyên Thành xuất hiện rất nhiều, bọn họ đến đây để đại khai nhãn giới, xài chút tiền, sau đó oai phong rực rỡ đi về, cho nên không cần phải để ý. Bất quá dạng người này rất thích oai phong, là con mồi ngon lành chỉ cần hơi cung kính nói với bọn họ vài câu dễ nghe mấy lão già nhà quê này ngoài việc trả tiền vận chuyển đã nói từ trước ra thông thường còn không hạn chế số tiền thưởng thêm cho nên đối với những người được thuê mà nói cũng là việc làm ăn rất tốt đẹp nhưng lần làm ăn này lại không đến được bên hắn do hắn và hắc hùng đã ước định trước song phương luân phiên tiếp nhận việc làm ăn ai cũng không được phép tranh đoạt việc làm ăn cho dù là tốt xấu hay lớn nhỏ đều dựa vào vận khí của hai bên mà quyết định mà hôm qua bọn hắn mới tiếp nhận một chuyến xong, cho nên lần này nên do người bên Hắc Hùng tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Tôn Nhị Cẩu nhìn sang phía bên kia một cái, chỉ thấy Hắc Hùng đang đối mặt với thủ hạ vây bốn phía xung quanh, thấp giọng nói vài câu, sau đó một đại hán hưng phấn chạy ra khỏi đám người đang đứng, phóng về phía thanh niên nhân kia. Không được, một mình ngươi không chuyển được đồ đâu, tốt nhất là tìm thêm một người nữa hàn lập nhìn đại hán thập phần cường tráng ở phía trước mặt mình, rồi nhìn bao đồ quá to ở trên người khúc hồn, nhẹ nhàng lắc đầu vị thiếu gia này, ít đồ như vậy, ta chỉ cần một tay cũng nhấc lên được, không cần gọi thêm người đâu đại hán không muốn có thêm người đến để phải chia số tiền công của mình. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng cái bao đồ kia quá nặng tới mức bản thân mình vác không được, trừ phi trong đó toàn là đá tảng. Nói xong, đại hán đi tới trước mặt khúc hồn, không nói năng gì liền giật lấy bao đồ. Hàn lập thở dài một hơi, trong bao đồ này có mấy ngàn lượng bạc trắng, hãy còn vài món đồ linh tinh khác, cũng khá nặng, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được, nhưng gã nhìn người nọ nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ chỉ còn cách thầm bảo khúc hồn đem bao đồ đưa cho người đó, đừng có tranh đoạt với hắn. Quả nhiên, đại hán vừa tiếp nhận bao đồ, lập tức sắc mặt đại biến, hắn cố sức cõng bao đồ trên lưng đi chưa được vài bước, mặt đã đỏ tới mang tai, thở hồng hộc, chỉ còn cách xấu hổ đặt bao đồ xuống đất, chạy về gọi thêm một người nữa. Hàn lập nhìn thấy hai người rốt cục cũng có thể nhấc bao đồ lên, mới hài lòng gật đầu, bước nhanh rời khỏi bến đỏ, dọc theo con đường mà đi vào trong thành hàn lập tịnh không biết gã vì kinh nghiệm gian hồ chưa đủ đã khiến cho hai ánh mắt tham lam chú ý tới mình sắp gặp phải những phiền phức không đáng gặp tôn nhị cầu nhìn bóng lưng của người tuổi trẻ nọ dần dần đi xa cuối cùng cũng đã thu lại ánh mắt đang thèm thuồng hắn giữ chặn sự vui mừng và sợ hãi ở trong lòng không nhịn được quay sang đầu liếc nhìn hắc hùng đang đứng đối diện bên kia hắn biết rõ trong bao đồ chứa một lượng tài phú cực lớn chắc chắn cũng không qua được mắt của đối phương quả nhiên Gương mặt của Hắc Hùng cũng có sự vui mừng và sợ hãi, lúc này hắn do dự một lúc, sắc mặt giống như Tôn Nhị Cầu. Tôn Nhị Cầu lập tức lĩnh hội được, liền đi tới phía sau một đống rác gần đó. Đứng trước một đống tiền tài to như vậy, khác gì có thủ sát phụ đoạt thê, Tôn Nhị Cầu tự nhiên biết nên cùng hợp tác với đối phương, nói cho cùng là người chết vì tài, chim chết vì ăn. Năm năm, Tôn Nhị Cầu thấp giọng vào thẳng chủ đề. Ba bảy, đây vốn dĩ là vụ làm ăn của bên ta Hắc Hùng cự tuyệt không chút khách khí bốn sáu, không thể ít hơn được nữa, ngươi nên biết, lý do ngươi vừa mới nói không hề vững tôn nhị cầu nghiêm mặt, lời nói phảng phất mùi máu. Vậy, Hắc Hùng bắt đầu do dự, hiển nhiên hắn vẫn còn tham không muốn chia mất một phần lợi ích. Hừ, ngươi cứ nghĩ một lúc đi, chỉ sợ người của bang phái khác, lại trợn mắt nhìn dê béo này hừ lên một tiếng, tôn nhị cầu lạnh lùng nói. Được rồi, quyết định như vậy đi, chúng ta vô tay để thề Hắc Hùng rõ ràng đã bị những lời nói kia làm rung động, cuối cùng đã đáp ứng. Bốp 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 tôn nhị cầu và hắc hùng cùng nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, cũng nhau vỗ ba cái, tạm thời kết thành minh ước. Tốt lắm, chúng ta nhanh đuổi theo đối phương, không tiểu tử này lại đi vào chỗ đông người mất tôn nhị cầu vội vàng thúc giục. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm, ta đã cho hai tên thủ hạ, dẫn bọn chúng tới hẻm hắc thủy rồi, hiện giờ đuổi theo, vừa lúc tóm được bọn chúng hắc hùng đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo không hề tương xứng với tướng mạo của hắn. Thật tốt rồi, kế hoạch tốt, lão đệ, Mặt ngoài tôn nhị cầu lộ ra sự kinh hỉ, trong lòng thì lại dùng mình, càng gia tăng thêm sự đề phòng đối với Hắc Hùng. chương 102, cách sát, vừa ra khỏi bến đò, Hàn Lập liền cho hai tên kiệu phu đi đằng trước, để bọn chúng dẫn mình tới khách sạn gần đó, dự định nghỉ ngơi một lát, rồi mới lo lắng tới các việc khác. Hai gã đại hán lớn giọng đáp ứng, dẫn bọn Hàn Lập đi vào trong thành, nhưng trên đường đi đổi hướng liên tục, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của khách sạn nào cả. Hàn Lập tuy vẫn đi theo sau hai tên kiệu phu, nhưng nhìn thấy trên đường đi càng ngày càng vắng vẻ người qua lại cũng càng ngày càng ít cũng khẽ nhíu mày cho dù gã chưa có kinh nghiệm dừng chân nghỉ ngơi ở những đại thành trấn nhưng cũng biết một khách sạn không thể nào xây ở khu vực yên tĩnh ở nơi này làm gì có khách nào đến bởi vậy khi bị dẫn tới một chỗ cái hẻm hết sức dơ bẩn bên trong đen đúa hàn lập cười khổ cảm thấy bản thân mình nên lập tức bắt giữ hai người kia lại đánh đập tra khảo một phen xem chúng rốt cuộc là có ý đồ gì đúng lúc hàn lập định ra tay sâu bên trong hẻm ở phía trước, bỗng xuất hiện mười mấy đại hán, đám người này trông rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy chúng tại bến đỏ. Đám đại hán này, cầm trong tay đủ các loại đao nhọn, gậy sắt, lúc này đang nhìn hàn lập và khúc hồn với ý đồ xấu xa, còn hai tên kiệu phu đang vác bao đồ, trong nháy mắt đã chạy vọt vào trong đám người đó, quay đầu hướng về phía hàn lập cười hắc hắc gian tà. Hàn lập thở dài, xem ra không cần tra khảo đánh đập cũng đã biết mục đích của đối phương rồi, không nghĩ tới vừa đến cố hương của Mạc Đại Phu, đã gặp phải vở kịch mưu tài hại mệnh. Tiểu tử, đừng trách chúng ta độc ác, ai bảo ngươi mang theo nhiều bạc trắng đến thế, muốn trách thì trách số ngươi không tốt. Một âm thanh thô hào từ phía sau truyền lại, Hàn Lập xoay người nhìn, đằng sau cũng xuất hiện bảy tám tên tráng hán, cầm đầu bởi hai tên, một tên vai to lưng rộng da đen xanh, một tên đầu méo mắt chuột dáng gầy gò, đó chính là Hắc Hùng và Tôn Nhi Cẩu. Cái việc mưu tài đoạt mệnh, sát nhân đoạt tài này, Hai người bọn chúng cũng không phải lần đầu làm, nên bọn chúng đều biết, chỉ cần đem việc này làm cho gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại một người nào, nó sẽ giống như việc một người không ở nơi này mất tích, cho dù có người đi báo án, quan phủ chắc chắn sẽ không để ý tới. Dù sao ở đây, số người mất tích hàng năm rất nhiều, không thể nào ai ai cũng đi tìm cả. Vì vậy sau khi Hắc Hùng nói xong, cũng không chần chừ, đưa ánh mắt về phía mười mấy tên đại hán kia, đám người kia liền huy động hung khí trong tay hung hăng vọt lên vây quanh Hàn Lập và khúc hồn. Hàn Lập nhìn bộ dáng hung ác muốn giết người của bọn chúng, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sát khí, gã nhìn ra rằng đây không phải là lần đầu đám người này làm như vậy, không thì người của bọn chúng đã không toát ra mùi máu tươi như vậy. Giết bọn chúng, không cần lưu tay, Hàn Lập lạnh lùng ra lệnh cho khúc hồn. Khúc hồn vừa nghe xong lời của Hàn Lập, thấp giọng giống lên vài tiếng, trong tiếng giống có mang theo vài tia hưng phấn, đâm đầu xông vào đám người đang đến. Hô một tiếng, hắn xuất ra một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào đầu của một tên đại hán tên đại hán đó lập tức giống như một bao cát bay thẳng vào tường đá máu tươi và não tương chảy xuống đất cái đầu chỉ còn dư lại một bên não mà lúc này một thanh đao nhọn và một cây thiết bổng thừa dịp dáng vào sau lưng khúc hồn khúc hồn không thèm quay đầu một tay vung về phía sau hoa lên nửa vòng phành phành hai tiếng binh khí của hai tên đại hán kia vừa tiếp xúc với tay hắn liền bay lên không trung hổ khẩu của hai tên liền chảy máu ngay sau đó một chân khúc hồn chống đất, chân kia như liêm đao, hướng ra sau quét nhanh một cái, hai tên đại hán kia lập tức bị đá ngay vào bụng, bay ra xa hơn một trường, nằm bất động trên mặt đất. Một màn này, khiến cho người ngoài chứng kiến đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn những tên đại hán đang vây quanh hắn thì càng lộ vẻ sợ hãi, có chút trần trừ không dám tiến lên. Nhưng cho dù bọn chúng đã dừng tay, khúc hồn vẫn không khách khí, lại đánh nát đầu của hai tên bên cạnh, không có mệnh lệnh của hàn lập, hắn sẽ không chủ động dừng tay. Mặt của Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng rất khó coi, rõ ràng là bọn chúng đã nhìn nhầm, tên này không phải là bảo tiêu bình thường, dĩ nhiên rất khó nhúng tay vào. Giết cự hắn này, mỗi người được thưởng 20 lượng. Trong lòng Tôn Nhị Cẩu chợt có dự cảm bất thường, vội vàng xông đến bên cạnh mấy vị cao thủ, ban ra trọng thưởng. Người bên cạnh hắn và Hắc Hùng vừa nghe những lời ấy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Những người này đều mới biết một chút công phu thô thiển bên ngoài, tự nhiên không nhận ra được cách biệt như trời và đất giữa bọn chúng và khúc hồn, lại cho rằng đối phương chẳng qua là khí lực hơn người, thân thủ chỉ hơn mình một chút mà thôi, cho nên tịnh không hề sợ hãi gì cả, bây giờ dưới sự kích thích của trọng kim, đều xông về phía khúc hồn. Hắc hùng nghe mấy lời của tôn nhị cầu xong, cơ nhục trên mặt co rút một lúc, liền trầm mặt không nói năng gì, chỉ là một quang phiêu hốt bất định lườm đi lườm lại trên người hàn lập. Hắc hùng lúc này, chính là đang không ngớt kêu khổ trong lòng. Hắn và tôn nhị cầu không giống nhau, để có thể đạt đến địa vị ngày hôm nay, hắn toàn dựa vào sự dám liều dám giết của mình, đau thật thương thật để đổi lấy, cho nên hắn không những thân thủ không tồi, công phu của bản thân miễn cưỡng có thể gia nhập hàng cao thủ hạng 3, mà nhãn lực cũng cực kỳ tốt. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy khúc hồn xuất thủ, tim liền lặng đi một lúc, lặng đến tận cùng. Hắn nhìn một cái liền nhận ra thân thủ khúc hồn rất cao, cho dù bang chủ của hắn có tới, cũng không nhất định có thể giành được phần thắng, càng không cần nói đến đám tiểu miêu tiểu cầu bọn hắn nhưng hắn cũng không dám quay người bỏ chạy bởi vì biết rõ cự hán này vẫn chưa xuất hết toàn lực nếu như hắn nhìn ra được ý muốn chạy trốn của mình sợ là cái chết lại đến sớm hơn vì để giữ lại cái mạng mình xem ra chỉ còn cách đánh thanh niên dáng vẻ nhà quê kia thôi rất hiển nhiên là thân phận của thiếu niên nhân này cao hơn nhiều so với cự hán chỉ đem người này ra uy hiếp mới có khả năng chạy trốn còn về đám bạc trắng kia có nói gì đi nữa hắn cũng không dám cướp nữa có bảo tiêu lợi hại như vậy ở bên cạnh sao có thể là một vị thiếu gia con nhà địa chủ gì đó, rõ ràng là công tử của một thế gia đại tộc, nhàn rỗi giả trang ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay có thể chạy trốn, coi như dựa vào thần Phật phù hộ, nếu như còn đem theo bao đồ nặng như thế đi, vậy thì đừng có nghĩ gì nữa. Hắc Hùng nghĩ đến đây, liền nhân cơ hội mấy tên thủ hạ đang xông lên, hướng về tôn nhị cầu nháy mắt xong, nhẹ nhàng tới sát giữa sân. chương 103, Thu Phục, Hàn Lập đứng thẳng quay lưng về phía Hắc Hùng, mặt hướng về phía đám người đang đánh nhau, hắc hùng mặc dù cước bộ rất nhẹ nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của hàn lập cho nên khi hắc hùng chỉ còn cách hàn lập vài bước chân bắt đầu với bộ dáng hung thần mãnh liệt xông tới thân hàn lập khẽ động một cái toàn thân người đột nhiên biến thành quỷ dị đứng đối mặt với hắc hùng nhìn hắc hùng đang xông tới mà cười hắc hùng thất kinh nhưng người đã nhào tới căn bản không cách nào quay lại chỉ còn cách hét lớn một tiếng vươn đôi tay dài đầy lông đen hung hăng chụp lấy đối phương trong lòng hắn cầu khẩn thanh niên này tốt nhất là không có kinh nghiệm gì về việc đánh nhau sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn chế trụ để hắn đắc thủ trong nháy mắt hàn lập nhìn tên đại hán không biết sống chết dám ra tay với mình sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống bục một cái người đang trước mặt hắc hùng đột nhiên biến mất hắc hùng thầm kêu không hay vội vàng dừng bước muốn quay đầu lại để bỏ chạy nhưng đột nhiên thấy sau cổ lạnh vát, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong yết hầu của hắn lòi ra rồi đột nhiên không thấy đâu Hắc Hùng vội vàng lấy tay che kín yết hầu đang phun máu phì phì, muốn nói điều gì đó, nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khốc, rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt tôn nhị cầu cũng biến thành vàng như sáp. Hắn tận mắt thấy thanh niên kia như u linh chuyển tới phía sau Hắc Hùng, sau đó rút từ hông ra một thanh nguyễn kiếm, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua yết hầu của Hắc Hùng. Lúc này đối phương đang rút ra một mảnh vải trắng lau chùi thanh lợi kiếm sáng loá mắt kia. Thanh niên này tựa hồ như cảm thấy sự chú ý của tôn nhị cầu, hắn ngẩng đầu, hướng về phía tôn nhị cầu cười một cái. Tôn nhị cầu lập tức giống như nhìn thấy rắn độc, vội vàng thu ánh mắt lại, hôm nay hắn đối với cái chết của Hắc Hùng, không những không có chút cao hứng, mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác thỏ tử hồ bi. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh niên nhân này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là đoạt mệnh Diêm Vương. Mà đám tiểu quỷ bọn hắn, tự nhiên lại tự mình hồ đồ đâm đầu vào tay của Diêm Vương ra này, thật đúng là tự đi tìm chết. Lúc này cái duy nhất mà tôn nhị cầu trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể chế phục được cự hán, như thế thì còn có đường mà liều mạng, có thể đàm phán điều kiện với đối phương, bảo trụ được tiểu mệnh của mình. Nhưng khi tôn nhị cầu chú ý đến tình hình bên phía cự hán, liền ngây người như con gà gỗ. Hơn 20 đại hán, toàn thân đầy máu đang nằm bất động trên mặt đất, còn cự hán đang khoanh tay đứng thẳng ở đó, thấy tôn nhị cầu nhìn mình, liền lạnh lùng cùng hắn đối nhãn tuy đã có nón che mất không thể nhìn rõ diện mục của cự hán nhưng tôn nhị cẩu vẫn cảm nhận một cỗ ý nghĩ đầy máu tươi của dã thú nọ đang xông đến khiến cho khuôn mặt hắn đang từ vàng như sắp chuyển thành tái nhợt hàn lập vẫn lạnh lùng theo dõi thần tình biến hóa của tôn nhị cẩu gã nhìn ra đám người này không biết một chút võ công hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi nên không có chút hứng thú với việc tự mình ra tay đối phó với đám người này khúc hồn giết hắn đi cuối cùng hàn lập đã quay đầu nói đừng ta đầu hàng ta tình nguyện hiến dâng toàn bộ gia tài cho công tử, ta nguyện làm châu ngựa cho công tử, ta biết hết thảy tin tức lớn nhỏ tại gia nguyên thành, có thể vì công tử mà ra sức khuyển mã. Tôn nhị cầu thấy cự hán giống hệt ác ma đang từng bước tiến tới gần mình, sợ đến nỗi bùn rùn ngã lăn xuống đất, mồm miệng vì hoảng sợ quá mà nói ra đủ lời cần xin. Ô, Hàn Lập vốn dĩ không để ý tới mấy lời của Tôn nhị cầu, nhưng khi nghe thấy đối phương thông hiểu tin tức lớn nhỏ của gia nguyên thành, trong lòng chợt động, có vài phần hứng thú tạm thời dừng tay hàn lập hô lên để ngăn khúc hồn không bẻ gãy cổ tôn nhị cầu, tiến lên vài bước, đến trước mặt người này. Người rất quen thuộc gia nguyên thành sao? Hàn lập cười hỏi, bộ dạng rất chi là lương thiện. Vừa mới nhìn thấy sự là thủ vô tình của hàn lập, tôn nhị cầu nào dám có chút chậm trễ, hắn run rẩy nói liên tục, rất quen, cực kỳ quen, tiểu nhân vốn lớn lên ở gia nguyên thành, đối với mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở đây, đều như trong lòng bàn tay. Giờ phút này hắn như túm được cành cây cứu mạng, hận không thể đem những lời vừa nói khoa trương thêm 10 phần, để đối phương thấy mình hữu dụng. Hàn Lập nghe câu trả lời xong, sờ sờ mũi mình, rồi nghiêng đầu suy nghĩ, tiếp theo rút từ trong ngực ra một cái bình xứ. Từ trong bình, gã lấy ra một dược hoàn màu trắng to như long nhãn, đưa cho tôn nhị cầu. Hoặc uống nó, hoặc là chết, Hàn Lập nói rất dứt khoát, tôn nhị cầu tay cầm dược hoàn, có chút run rẩy. Hắn nhìn vật trong tay, có chút do dự không quyết, nhưng khi mục quang tiếp xúc với nhãn thần lạnh như băng phía đối diện, run rẩy vài cái, rồi ngửa đầu nuốt trôi dược hoàn. Tốt, có vậy ta mới tin tưởng ngươi hàn lập hài lòng gật gật đầu. Viên thuốc này gọi là hổ tâm hoàn, là độc môn bí dược của ta, một tháng phải dùng giải dược một lần, không thì lục phủ ngũ tạng nát như mà chết. Tin rằng ngươi là người sáng suốt, không hài ý ba lòng hàn lập âm trầm nói. Tuy tôn nhị cầu đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng nghe xong dược tính sau khi sử dụng dược hoàn, mặt như có tang cúi đầu ủ rũ ngươi yên tâm chỉ cần giúp ta hoàn thành việc ở gia nguyên thành ta sẽ giải độc trả lại tự do cho ngươi dựa vào thân thủ của ngươi ở nơi khác ta không thèm dùng hàn lập quá biết tác dụng của cây gậy và củ cà rốt mới có thể khiến cho người khác dốc lòng làm việc cho mình nên cho tôn nhị cầu một hy vọng có thể giải thoát thật sao công tử tôn nhị cầu vừa nghe lời ấy tinh thần chấn chỉnh lên một ít số bạc trắng này để lại cho ngươi đi làm việc trước tiên giải quyết việc ở đây một chút ta không muốn người khác biết hết thảy những gì phát sinh tại đây, hiểu chưa? Hàn lập ném cho tôn nhị cầu một túi bạc vụn, nhẹ nhàng ra lệnh. Tôn nhị cầu tiếp lấy túi bạc, nhấc nhẹ xem cân nặng, hơi nặng nặng, sợ rằng trong đó có hơn trăm lạng bạc vụn. Hắn lộ rõ vẻ mặt vui sướng, đột nhiên cảm thấy làm việc cho vị thanh niên nhân cực kỳ hào phóng này, cũng không hẳn là một việc xấu. Công tử ra yên tâm, ta tuyệt đối đem sự việc việc ở đây xử lý thỏa đáng, sẽ không mang lại phiền phức cho người đâu. Hắn ta cười nịnh nọt, vỗ ngực nói, tốt lắm, ta đi trước, tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, ngươi lại tìm ta, chắc hẳn thân là địa đầu xa ở đây, ngươi sẽ dễ dàng tìm ra hàn lập không chút khách khí phân phó. Vâng, vâng, sáng mai, ta nhất định tới đúng giờ, nghe theo sai khiến của công tử. Tôn nhị cầu đi đến bước thế này, cũng rất thông minh mà tiến vào làm thủ hạ dưới chướng hàn lập. Hàn lập cười một cái, gọi khúc hồn cõng bao đồ, chậm rãi rời khỏi, đi được một đoạn dài, Hàn Lập quay đầu nhìn Tôn Nhị Cầu một cái, thấy hắn vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, dùng mắt đưa tiến mình, bộ dáng rất là trung tâm xích đảm. Có y tứ, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy người này thập phần thú vị, rất có mắt nhìn, không biết chừng có thể dùng được vào nhiều việc. chương 104, tình báo, kinh giao hội mà ta sáng lập, bang chúng phổ thông có 6 vạn 4 nghìn người, hạch tâm bang chúng có hơn 7 nghìn, đứng đầu trong số 3 vị bá chủ ở Lam Châu, tổng đà đặt tại Gia Nguyên Thành, phân đà có. Cả đời cưới năm bà vợ, sinh được hai nữ, thu đồ đệ. Đại phu nhân Kim Thị, tính cách ôn thuận, con duy nhất của Kim Sư Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Kim Sán, đã bị hại mà chết, để lại một con gái tên là Mạc Ngọc Châu. Nhị phu nhân Lý Thị, thông tình đạt lý, con gái một nhà đại hộ, chưa sinh con cái. Tam phu nhân Lưu Thị, tính cách mạnh mẽ, nhưng hơi có dã tâm, thân nguội của khúc lăng thành trường phong môn môn chủ, chưa sinh con cái, cần chú ý nhiều đến. Tứ phu nhân nghiêm thị, biểu muội của ta, tính cách trầm ổn, tâm kế hơn người, có phong phạm đại gia, sinh dưỡng một con gái mặc thải hoàn, lúc ta sắp đi đại bộ phận quyền lợi của kinh giao hội đã chuyển sang tay nghiêm thị, có thể tiến nhiệm. Ngũ phu nhân vương thị, trầm mặc ít nói, đối với ta một mảnh si tâm, vốn là nha hoàn của đại phu nhân kim thị, chưa sinh con cái, âm thầm có lực lượng bí mật, nhưng tuyệt đối tín nhiệm. Nghĩa nữ mặc phượng vũ, nguyên là con gái của thủ hạ tâm phúc, vì cha mẹ đã chết, thu nhận làm nghĩa nữ, lúc ta vừa đi được 7 tuổi, sáng sủa thông minh. Yến ca, Đại đồ đệ, tư chất bình thường, đã truyền cho Tuyệt học Ma Ngân Thủ, lúc sắp đi, 12 tuổi, tâm tính chưa ổn định. Triệu Khôn, nhị đồ đệ, tư chất hơn người, đã truyền cho Tuyệt học Khốn Long Công, lúc sắp đi, 10 tuổi, tâm tính chưa ổn định. Mã Không Thiên, huynh đệ kết bái, đảm nhiệm chức vụ hộ pháp kinh giao hội, tính tình. Trong tay Hàn Lập là di thư chứa đầy bút tích của Mặc đại phu, đang ở trong một căn phòng tại một khách sạn có tên là Hồi Nguyên, không ngừng đi đi lại lại, đang suy nghĩ cái gì đó. Di thư viết rất tỉ mỉ, không những đem cơ nghiệp mà mặc đại phu sáng lập kinh giao hôi, tả lại rõ ràng, mà còn đem tính tình thê thất của hắn ra kể lại một lần, khiến cho Hàn Lập có chút trầm ngâm. Bất quá những thứ viết trong di thư, đều là những việc gần 10 năm trước, hiện tại chắc chắn có những biến hóa long trời lở đất. Cụ thể là phải làm những gì đây? Phải chăng là phải tiếp cận thê thất của Mạc đại phu, hay là ăn trộm bảo ngọc rồi chạy trốn? Những việc này đều cần Hàn Lập phải tường tận tỉ mỉ hiểu rõ tình hình đã, rồi mới có thể đưa ra quyết định cứ như vậy đi, hôm qua thu phục được địa đầu xà tôn nhị cầu, hẳn có nhiều tác dụng, chắc hẳn từ miệng hắn lôi ra được nhiều tin tức hữu dụng. Hàn lập đọc kỹ di thư một lần nữa, rồi đem bỏ vào trong ngực, gã ngẩng đầu suy nghĩ, liền đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống. Gã xếp hai chân, hai lòng bàn tay hướng lên trời, đặt lên trên hai đầu gối, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu xem xét tình hình bên trong cơ thể. Âm hàn chi độc trong đan điền, từ một tháng trước đã khuếch tán ra ngoài, ban đầu nó chỉ là một tia lúc có lúc không, nhưng hiện tại đã ngưng kết thành một hạt đậu màu đen, hơn nữa còn không ngừng to thêm. Theo dự đoán của Hàn Lập, nhiều lắm là hai tháng nữa, cỗ âm độc này sẽ hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Đến lúc đó, gã sợ là khó mà qua khỏi. Hàn Lập đang lo lắng trong lòng, thầm quyết tâm đoạt noãn dương bảo ngọc về tay, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi, Hàn Lập mở mắt, lạnh lùng nói. Cửa phòng khe khẽ được mở ra, tôn nhị cầu cúi đầu bước vào, vừa nhìn thấy Hàn Lập liền thi lễ, sau đó cung kính nói. Công tử khỏe không, tôn nhị cầu đến xin nghe theo sự điều khiển của lão nhân ra người. Không tôi, nhanh như vậy đã tìm được ta, thật là có chút bản lãnh. Hàn Lập hài lòng nói, tiếp theo gã đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt tôn nhị cầu. Công tử ra quá khen, nếu việc nhỏ như thế này mà không làm được, thì công tử ra lưu lại tính mệnh của tiểu nhân có tác dụng gì. Trên mặt tôn nhị cầu hiện lên vẻ trung thành tuyệt đối hôm đó lúc đi về tôn nhị cầu không phải không nghĩ qua sẽ đem sự việc của hàn lập báo lên cấp trên sau đó dẫn theo cao thủ đến báo thù nhưng nghĩ đến việc mình đã nuốt hủ tâm hoàn toàn bộ dũng khí liền biến mất không còn một tẹo trải qua cả một đêm suy nghĩ thấu đáo hắn vẫn không có cách nào chỉ còn cách ngoan ngoãn đến gặp hàn lập hy vọng sau khi giúp đỡ đối phương đối phương sẽ thật sự cấp cho giải dược giải trừ được hủ tâm hoàn hãy nói về thân phận của ngươi trước nhìn bộ dáng hôm đó của ngươi tựa hồ như là một tiểu đầu mục hàn lập thản nhiên nói. Tại hạ là quản sự ở bến đỏ của Tây Thành Tứ Bình Bang, thuộc hạ có khoảng 450 tên, cũng có thể coi là một đầu mục tôn nhị cầu cung kính trả lời. Tứ Bình Bang, hàn lập lãnh đạm hỏi, đúng vậy. Tứ Bình Bang đứng đầu trong 33 tiểu bang ở phía tây Gia Nguyên Thành, có gần 1.000 bang chúng, quá nửa là kiệu phu khổ lực ở Bến Đỏ, bang chủ là viên tý trầm trọng sơn, thủ hạ có ba vị đại hộ pháp tôn nhị cầu lập tức nói hết những gì mình hiểu biết, Mặc dù khai báo với người ngoài về tình hình của bang phái, nhưng trên mặt hắn không có chút gì là xấu hổ cả. Gã đen đen cùng ta động thủ ngày hôm qua, cũng là người của Tứ Bình bang sao. Không phải, người đó gọi là Hắc Hùng, là đầu mục của thiết trưởng hội một trong 33 bang phái ở Tây Thành, là đối thủ của ta tôn nhị cầu cười nịnh trả lời. Chỉ mỗi Tây Thành mà đã có nhiều bang phái đến thế, vậy toàn bộ gia nguyên thành, số lượng bang phái khẳng định là không ít. Hàn lập chắp tay ra sau lưng, từ từ quay về bên giường. Đúng vậy, cả gia nguyên thành, tiểu bang phái từ hơn 1.000 người trở xuống có 40 mấy bang, trung đẳng bang phái 2 000 người có 7-8 bang, còn đại bang từ vạn người trở lên có hơn 3 bang tôn nhị cầu đứng tại chỗ, thật thà nói. Vậy nghe nói cho ta nghe về tình hình của đại bang, trung đẳng bang phái, tiểu bang thì không cần nói. Hàn lập vén vạt áo, ngồi xuống mép giường, sau đó yên lặng đợi tôn nhị cầu giảng giải. chương 105, Kinh Tín, gia nguyên thành tam đại bang hội bao gồm huynh đệ minh, kinh giao hội, thiên phách môn, những bang phái nhỏ hơn một chút thì có thiết thương hội, kết nghĩa xã, thanh y bang, xuân vũ lâu, kim kiếm môn, thương hà thuyền bang, kim cương môn, lạc nhật phái các phương thế lực. Tôn nhị cầu một hơi đem tất cả tên các bang phái nói ra, sau đó thở hổn hển lại tiếp tục nói. Trong ba đại môn phái thì thiên phách môn thế lực cực mạnh, cùng với kim kiếm môn, thanh y bang liên thủ với nhau, chiếm cứ khu vực đông thành giàu có, đứng thứ hai là huynh đệ minh, kết nghĩa liên minh với thiết thương hội, thương hà bang thuyền, chiếm lấy khu Bắc Thành, yếu nhất là Kinh Giao Hội chiếm lấy khu Nam Thành, nhưng là cùng chia phần với Xuân Vũ Lâu, Kim Cương Môn cùng Lạc Nhật Phái. Còn lại cuối cùng là khu hỗn loạn Tây Thành, do đa số các tiểu bang chiếm cứ. Những tiểu bang phái đó tuy nội đấu liên nguyên, những trước sự lăm le chiếm đoạt của các bang phái khác vào khu Tây Thành liền lập tức đình chỉ can qua, cùng nhau đoàn kết chống lại các bang phái bên ngoài. Chính vì vậy mà Gia Nguyên Thành mới hình thành thế đỉnh bốn chân như hiện nay. Tôn Nhị cầu lưu loát đem tình huống gia nguyên thành nói rõ ràng lại cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập sau khi nghe xong những điều này, trầm ngâm một lúc, sau đó như có điều gì nghĩ đến, liền mở miệng hỏi: "Ta từng nghe nói Kinh giao hội là một trong ba đại bá chủ của Lam Châu, mà gia nguyên thành còn là nơi đặt tổng đà, như thế nào lại biến thành bang phái yếu nhất vậy?" "Công tử, những điều người nói đều là chuyện cũ rồi. Mấy năm trước, Kinh giao hội thật sự rất lợi hại, thế lực cơ hồ trải rộng khắp Lam Châu." Khi đó Kinh giao hội là một siêu cấp thế lực, tổng đà tại Gia Nguyên thành không hề cho phép những thế lực khác vào đây chiếm cứ mà một mình độc chiếm Gia Nguyên thành, tại Gia Nguyên thành độc bá. Mà khi đó, những bang phái khác dưới uy áp của Kinh giao hội, ngay cả bóng dáng cũng không dám xuất hiện. Sau này, không biết tại sao, Kinh giao hội chỉ sau một đêm đột ngột suy yếu, chẳng những vứt bỏ những địa phương khác mà ngay cả đại bản doanh tại Gia Nguyên thành cũng co rút lại. Vì vậy những bang phái nhỏ yếu khác mới nhân cơ hội này mà vùng lên sau khi trải qua nhiều phen huyết chiến mới hình thành lên cục diện tạm thời như ngày hôm nay tôn nhị cầu cẩn thận giải thích người biết nguyên nhân kinh giao hội đột nhiên biến thành yếu kém sao hàn lập nhíu mày chậm rãi nhìn tôn nhị cầu hỏi cái này nói thật ra tiểu nhân trong bang phái không có chức phận gì to tát cả cho nên những việc này không biết rõ ràng cho lắm chỉ là nghe nói từ người khác mà thôi hình như là do kinh giao hội phân liệt từ bên trong tranh đấu nội bộ ngoài ra bên ngoài còn có những thế lực lớn khác chèn ép nữa tôn nhị cầu lộ ra vài phần khó khăn chỉ nói ra được đáp án mơ hồ a à, ra là vậy hàn lập cười cười tựa hồ đối với điều này đã sớm biết bây giờ kinh giao hội do ai chủ trì người hẳn là biết rõ chứ hàn lập hỏi cái này ta biết chủ trì kinh giao hội bây giờ đúng là quá phụ của mặc hội chủ nghiêm phu nhân tôn nhị cầu vội vàng đáp lời quá phụ hàn lập cảm thấy kinh ngạc đúng vậy Nguyên người sáng lập kinh giao hội là mặc hội chủ đã chết rồi, phu nhân của lão không phải là quá phụ sao. Tôn nhị cầu mở to mắt, có chút chần chừ, không biết vừa rồi mình có nói sai gì không. Ai nói mặc hội chủ đã chết rồi. Hàn lập cảm thấy dường như có chuyện gì không đúng, sắc mặt trở lên lạnh lẽo. Mọi người trong gia nguyên thành đều biết a, à, một năm trước, quan môn đệ tử của quỷ thủ mặc cư nhân mang theo di thư cùng tín vật của hội chủ đến mặc phủ báo tang. Tôn nhị cầu thấy sắc mặt âm trầm của Hàn lập, trong lòng không khỏi run rẩy có chút sợ hãi. Quan môn đệ tử, tên hắn là gì? Hàn lập mở to mắt, tỉnh táo hỏi, gọi là Ngô Kiếm Minh, là một tên bạch diện tầm 20 tuổi, nghe nói đã học được chân truyền của mặc cư nhân, có một thân võ công cao cường vô cùng. Tôn nhị cầu cẩn thận nói, hắn giờ phút này đoán được người trước mắt này cùng với kinh giao hội chắc chắn có nhiều mối liên hệ, và cũng rất để ý đến vị ngô công tử kia. Hơn nữa, tôn nhị cầu lộ ra vẻ muốn nói nhưng lại không dám nói có cái gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải ấp a ấp úng như thế. Nếu tin tức có giá trị, ta sẽ trọng thường. Hàn lập lạnh lùng nhìn đối phương, nhạt nhẽo nói. Ta nghe người ta nói, vị ngô công tử này hình như cùng với thiên kim tiểu thư mặc Ngọc Châu của Mạc Phủ đã có đính ước rồi, nghe nói sắp tới sẽ thành hôn. Tôn nhị cầu nghe thấy có tiền, lập tức mặt nở hoa, tươi cười nói rõ. Thành hôn, Hàn lập hắc hắc cười, đột nhiên đứng phát dậy. Hắn bước vài bước trong phòng, sau đó ngửa đầu lên nhìn nóc nhà, vẫn lặng yên đứng tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó ngươi hãy nghe cho kỹ đây nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản từ hôm nay trở đi ngươi lặng lẽ đi thu thập tin tức tình báo về mặc phủ cho ta đặc biệt là tin tức của vị ngô công tử kia càng rõ ràng càng tốt hàn lập rốt cuộc cũng mở miệng phân phó tôn nhị cầu số bạc này đưa cho ngươi trước nếu như làm tốt sẽ có trọng thưởng đi làm việc đi hàn lập rất hào phóng đưa cho đối phương một túi bạc nhỏ tuân mệnh công tử ngài yên tâm ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Tiểu nhân xin lui trước, tôn nhị cầu tay cầm bạc, mặt mũi hớn hở lùi ra ngoài, trước khi đi vẫn cung kính đóng cửa lại. Vị công tử này thật hào phóng, mà việc chỉ là thu thập ít tin tức tình báo mà thôi. Xem ra đi theo người này, thật đúng là không có lựa chọn sai lầm. Tôn nhị cầu hưng phấn nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này, mối đe dọa từ hủ tâm hoàn cũng bị hắn quên mất rồi. Hàn lập nhìn đối phương vẻ mặt vui mừng rời đi, thở dài một hơi đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng mới tới đây có hai ngày mà đã mất nhiều ngân lượng như vậy làm cho hàn lập có chút cảm giác phung phí mặc kệ vậy dù sao số bạc này cũng là do lấy từ trên người mặc đại phu cũng phải làm sao để thu về lợi tức hàn lập trong lòng khổ sở nghĩ ngợi như vậy bất quá vị ngô kiếm minh ngô công tử kia thật là khôn ngoan lại dám dùng thân phận của mình trà trộn vào mặc phủ xem ra là vừa muốn tiền tài vừa muốn sắc đẹp rồi lá gan thật là không nhỏ a à. hàn lập sờ sờ mũi cười lạnh một tiếng. Xem ra, không thể không tới mặc phủ một chuyến rồi, nếu không noãn dương bảo ngọc sẽ bị làm đồ bồi giá, rơi vào tay kẻ khác mất. Hắn có chút ức chế khi nghĩ tới. linh 106, làm y nhân. Phía nam gia nguyên thành đường Nam Lăng là nơi phồn hoa nhất, có một tòa nhà chiếm một diện tích khá lớn. Tòa nhà này có một cánh của lứa ẩn màu đen, trên có tấm biển viết hai chữ mặc phủ, phía dưới tấm biển trái phải có tám gã đại hán mặc đồng phục đứng canh, cả đám đều thẳng người cao đầu, mắt không nhìn lung tung, bộ dáng hẳn là đã được huấn luyện, làm cho người ta vừa thấy cũng không dám coi thường. Đối diện cách mặc phủ không xa, có một tòa nhà ba tầng là hương gia tử lâu. Cái này tại gia nguyên thành cũng là tử lâu lớn, đặc biệt chiêu bài của nó là rượu bách lý hương, càng là rượu ngon có tiếng, vì nó mà không ít khách thương tới đây. Lúc này là lúc dùng cơm trưa, cho nên hương gia tử lâu người rất đông, từ lầu một cho đến lầu ba các bàn đều có người ngồi trận kín dùng cơm. Người đi đường trên đường cái phái ngoài tử lâu, đều có thể nghe thấy trên tử lâu phát ra mùi rượu thịt nồng đậm, làm cho người ta thèm thuồng chay nước miếng, thật là mê người. Trên một cái màn nhìn ra đường tại lầu 2 có một gã thanh niên đang ngồi, trên bàn cũng có chút đồ ăn cùng một bình rượu nổi tiếng Bách Lý Hương. Sau lưng thanh niên này có một gã cự hán đang đứng, người này chính là Hàn Lập vừa ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hàn Lập lúc này từ cửa sổ nhìn xuống, trong tay vẫn đang cầm một chén rượu nhỏ, thức ăn trên bàn cũng không động đến, bộ dáng cho thấy rất không yên tâm. Hàn Lập liếc mắt nhìn Mạc Phủ cách đó không xa, lại thu hồi ánh mắt nhìn về con đường trước mắt, trên mặt không hề biến hóa, lại ngửa đầu, uống cạn chén rượu kia, rồi lại xuất thần nhìn ra bên ngoài lầu. Trải qua một phen hỏi thăm Hàn Lập biết, Mạc Đại Phu có hai cô con gái cùng một nghĩa nữ, tất cả đều lớn lên như hoa như ngọc, thiên kiều bá mị, đúng là tam đại mỹ nữ của Gia Nguyên Thành, người ta gọi là Mạc Phủ Tam Kiều. Bởi vì diễm danh viễn dương, cho nên các công tử, thiếu hiệp tuấn kiệt theo đuổi các nàng đúng là không thể đếm xuể. Mà trong đó Mạc Ngọc Châu càng xinh đẹp tuyệt luân, là người được theo đuổi nhiều nhất. Lần đính hôn này của nàng càng làm nổi lên một trận sóng gió, làm cho những người theo đuổi khác thương tâm muốn chết, có chút người có võ công đều đi kiếm vị Ngô công tử khiêu chiến, kết quả là bị vị Ngô kiếm minh này liên tiếp đánh bại 16 gã tình địch, ngược lại đã tạo nên danh tiếng võ công tuyệt đỉnh cho hắn, làm cho hắn và Mạc Ngọc Châu kia càng như trời sinh một cặp, tình trạng ý thiếp. Hàn Lập càng nghĩ tới càng có cảm giác chuyện này thật có chút thấy tức cười người khác không biết vị ngô công tử này là cái gì, hàn lập lại hết sức rõ ràng. Vị ngô kiếm minh này 89 phần 10 là do các môn phái đối đầu với mặc đại phu phái tới, xem ra nhiều năm như vậy mặc đại phu không có lộ diện, đã khiến cho các môn phái đối đầu hoài nghi, mà vị ngô công tử này đến phỏng trường chính là một lần thử dò xét hành vi. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì mà làm cho mặc phủ tin tưởng, nói vậy chỉ với lá thư và tín vật bình thường hẳn là sẽ không làm cho mấy vị phu nhân của mặc đại phu dễ dàng tin tưởng như vậy chứ. Hàn lập một bên dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, một bên suy nghĩ các nghi vấn trong lòng. Vị công tử này mời ngài ngồi bên này, các món ăn mà người chọn sẽ lập tức được đem lên một tiểu nhị mặc áo ngắn màu trắng, dẫn một vị thanh niên áo làm cỡ 27-28 tuổi đi lên lầu 2, cũng được hắn tới ngồi xuống tại một cái bàn cách hàn lập một tấm vách, sau đó vội vàng đi xuống trả lời một vị khách nhân khác. Thanh niên áo làm này cao lớn ngũ quan đoan tránh, mày rậm mắt to, giữa hai mi có vài phần anh khí sau khi hắn ngồi xuống thì đưa mắt nhìn quanh bốn phía vừa vặn gặp phải ánh mắt của hàn lập hàn lập cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có loại cảm giác thâm thúy khó hiểu tựa hồ có loại hấp lực kỳ quái như muốn cuốn cả bản thân vào trong đó hàn lập lấy làm kinh hãi vội vàng quay đầu đi phía khác sắc mặt cũng hơi đổi người này cũng kinh ngạc ngoài ý muốn một chút nhưng lập tức sau khi lạnh lẽo liếc mắt nhìn hàn lập cũng quay đầu đi không để ý tới bên này nữa hàn lập sắc mặt có chút trắng bệch ra vừa rồi đối phương liếc mắt nhìn qua làm cho hắn có loại cảm giác tất cả đều bị nhìn thấu làm cho hắn phi thường hoảng sợ loại tư vị chỉ liếc mắt đã bị người ta nhìn thấu hàn lập cũng chính là lần đầu tiên gặp người áo lam sau khi rượu và thức ăn đã đưa lên đầy bàn đã bắt đầu ăn uống hơn nữa đồ ăn hương vị cũng hết sức ngọt ngào bộ dáng cũng không chú ý đến ai cả hàn lập giờ phút này đã đứng ngồi không yên cảm thấy bất an hắn đa dùng thiên nhãn thuật quan sát đối phương nhưng trên người của người áo lam này mơ hồ tản mát ra một loại linh lực cường đại ngược lại còn làm cho hắn khiếp sợ hắn rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là người tu tiên pháp lực thâm hậu so với chính mình nhiều hàn lập trước nay tổng cộng chỉ thấy qua dư tử đồng và kim quang thượng nhân hai người tu tiên hai người này một người nguyên thần thân thể pháp lực hoàn toàn biến mất người kia thì pháp lực thấp kém đến đáng thương vừa thấy mặt đã bị hắn giết chết bởi vậy hàn lập đối với người tu tiên cũng không có nhiều hiểu biết trong tâm hắn vẫn tràn ngập sắc thái thần bí hắn thật sự không biết nên ứng đối với tình hình gặp phải đối phương mạnh hơn mình nhiều như thế nào người áo lam này sẽ không giống như mình đối với kim quang thượng nhân chứ không chút khách khí đem chính mình ra một nhát tiêu diệt đi hàn lập không nhịn được chỉ muốn phá tung chỗ này mà chạy đi kết quả trong khi hàn lập tâm phiền ý loạn lo lắng để phòng người áo lam này đã ăn xong rồi thức ăn của mình hắn lấy ra một cái khăn lau miệng rồi lấy ra một thỏi bạc rồi phiêu nhiên rời đi từ đầu tới đuôi cũng không thèm liếc mắt nhìn qua chỗ của Hàn Lập cái nào nữa, tựa hồ quên hẳn đi sự tồn tại của Hàn Lập. Hàn Lập đợi đến khi người đó hoàn toàn rời khỏi từ lâu, mới thở phào một cái, dựa vào ghế của mình, thời gian người áo lam ăn cơm mặc dù rất ngắn, nhưng hắn lại cảm giác giống như là dài cả ngày rồi, tạo cho hắn áp bức về mặt tinh thần quá lớn, giống như mới cùng với ai một hồi sinh tử đại chiến. Lúc này, người áo lam kia xuất hiện tại một góc đường khác, nơi đó có một gã nam tử áo vàng khoảng 30 tuổi đang đợi. Lão Tam, tại sao lại đến chậm? Chúng ta còn phải gặp mặt với đại ca nữa. Nam tử áo vàng có chút bất mãn nói. Hắc hắc, nhị ca, đừng nóng giận. Ta chỉ là mấy năm rồi không được ăn thức ăn cẩu thế gian, vừa rồi đi thưởng thức một phen. Người áo lam cười nói. Người thật ham ăn, đã nói với người bao nhiêu lần, người tu tiên chúng ta phải thanh tâm quả dục kiêng kỵ cái loại ăn to nói lớn này. Nhưng người vẫn không nghe, người ăn uống một lần như vậy, lại làm cho tâm tính lại thấp đi không ít người áo vàng chừng mắt nhìn người áo lam, tức giận giáo huấn. Ha ha, biết rồi, biết rồi, cũng không có tiền lệ đâu. Được rồi, ta tại nơi ăn cơm đã gặp một người tu tiên khác người áo lam vội nói sang chuyện khác, đem chuyện gặp Hàn Lập nói lại. Ồ, phải không, pháp lực của đối phương có thâm hậu không? Người áo vàng quả nhiên lập tức chú ý đến việc này. Pháp lực rất thấp, xem bộ dáng chỉ mới tới được 7-8 tầng của công pháp cơ sở, miễn cưỡng cũng có tư cách tham gia thăng tiên hội. Thật không hiểu, pháp lực thấp như vậy lại đến Lam Châu xem náo nhiệt, chẳng lẽ thật muốn tìm cái vận rắm chó gì sao, tưởng có thể thắng tại thăng tiên hội sao? Người áo lam chề môi nói, đối phương tuổi có lớn không, cỡ 17-18 tuổi gì đó, cái này cũng đúng, đối phương 89 phần 10 là theo trưởng bối mà tới, hẳn là chỉ muốn tăng cường lịch duyệt đại khai nhãn giới mà thôi. Phỏng chừng 10 năm nữa đối với thăng tiên hội, mới chính thức tham gia người áo vàng cười nói. Chắc vậy, kể ra tư chất của đối phương cũng có thể. Nếu như 10 năm nữa, người này có lẽ thật có thể đạt tới tiêu chuẩn như ta người áo lam đắc ý dương dương nói. Ngươi đừng có tự khoa trương nữa. Dạng như ngươi vừa mới luyện thành 10 tầng công pháp, tiêu chuẩn như vậy, hàng năm tại thăng tiên đại hội có quá nhiều. Nếu luyện đến tầng 11, 12 rồi nói cũng không muộn người áo vàng vừa bực mình vừa buồn cười nói, sau đó cũng không nói nữa, xoay người rời đi. Thật là, nếu không uống chút cơ đan mà có thể luyện thành hơn 10 tầng, Vậy ta còn tới tham gia Thăng Tiên hội này làm cái gì? Trực tiếp đi bái sư cho rồi, người áo lam lầm bầm đi theo sau, cũng rời khỏi nơi này. Chương 107, Mạc Ngọc Châu. Hàn Lập đương nhiên không biết người áo lam và người áo vàng nói chuyện với nhau, hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được một kiếp nạn này, mặc dù đối với người áo lam nó cũng có chút tức giận, nhưng rất rõ ràng thực lực của hai người cách xa Hàn Lập, thật có cảm giác đào thoát lên trời được, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau một hồi bị người áo lam quấy rối, hàn lập tâm cũng không cách nào tĩnh lại tâm cảnh ban đầu bình thản cũng không cách nào bình phục lại hắn thở dài đứng lên chuẩn bị tính tiền rời khỏi từ lâu lúc này trên đường cái bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa như có như không hơn nữa cũng là từ xa vọng đến càng ngày càng rõ ràng hàn lập tinh thần chấn chỉnh lại thân hình đang đứng lên lại ngồi trở về cũng đưa mắt một lần nữa nhìn ra đường căn cứ vào tin tình báo của tôn nhị cẩu tiếng vó ngựa này hẳn là của đại tiểu thư mặc ngọc châu của mặc phủ từ ngoại thành trở về nghe nói vị thiên kim của mặc phủ này từ nhỏ đã không thích những gì của con gái chỉ thích võ nghệ cũng từ các cao thủ của kinh giao hội học được một thân bản lĩnh không tệ làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi chính là vị tiểu thư mặc phủ lại đam mêm săn bắn như là cánh đàn ông cứ ba ngày lại cưỡi ngựa ra rừng cây ngoại thành làm một vòng bởi vậy rất nhiều công tử theo đuổi cô gái này cũng mỗi ngày đem ưng gọi khuyển đuổi cáo ở đây hy vọng có thể có thể thân cận một thời gian dài có thể thu được hảo cảm từ cô gái này. Đương nhiên, vị ngô công tử kia tới đây, tự nhiên cũng không ngoài dự liệu đã gia nhập vào hoạt động này. Sau khi Hàn Lập nghe được tin tức này, đối với vị mặc ngọc châu tiểu thư này cũng hiếu kỳ, một nữ nhi mà có tính cách như vậy cũng rất hiếm thấy, hy vọng cô gái này sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hiện tại mười mấy người cưỡi tuấn mã đủ màu sắc, đang theo đường cái mà phi nước đại đến. Dẫn đầu là hai người một nam một nữ, người nam mày kiếm mặt lạnh, thanh niên anh Tuấn vóc người thon dài, người nữ mặc một bộ đồ đi săn đỏ trói, đầu đôi mũ màu tím, không cách nào thấy rõ mặt mũi. Trong chớp mắt, những người cưỡi ngựa đã đi qua trước cửa hương gia tử lâu, xẹt qua trước tầm mắt của Hàn Lập, cuối cùng ngừng lại trước cửa mặc phủ. Vốn có hai gã đại hán đứng hai bên cửa, lập tức một tên mặt mày sần sùi tiến lên nghênh đón, hắn hướng về phía nam nữ cầm đầu cung kính nói. Đại tiểu thư, ngô công tử, các người đã trở về, hôm nay thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm, Thang nhị, đưa ngựa đi, rồi đem mấy thứ này đi xử lý cô gái mặc đồ thợ săn lên tiếng, đưa tay lấy cái mũ trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt diễm lệ kinh tâm động phách, sau đó lập tức từ trên ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống. Rõ, tiểu thư, hắn tử tên là thang nhị tựa hồ không dám nhìn lâu khuôn mặt của cô gái này, vội vàng nhận lấy dây cương mà đi vào cửa. Mặc dù cách cửa lớn của mặc phủ có chút khoảng cách, nhưng hàn lập ở trên lầu vẫn thấy rõ bảy tám phần khuôn mặt của cô gái này, hắn không nhịn được hít sâu một hơi, da thịt trong suốt như tuyết, cánh mũi thẳng tắp thanh tú, hai mả đen nhánh sáng ngời, đôi môi đỏ hồng mê người, chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt đại khái chỉ đến thế mà thôi. Cô gái này chính là Mạc Ngọc Châu sao? Trách không được có thể làm cho tất cả công tử của Gia Nguyên Thành trở nên điên cuồng, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chính là lời mô tả thích hợp nhất đối với nàng Hàn Lập trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Thanh niên anh Tuấn kia và nam nữ phía sau lúc này cũng đều xuống ngựa, trong đó tự nhiên cũng có người dẫn ngựa đi qua. Thanh niên nọ mỉm cười đi tới trước mặt Mạc Ngọc Châu, thấp giọng nói vài câu gì đó, làm cho vị mặc tiểu thư này trên mặt ửng đỏ, đánh trên vai thanh niên này vài cái, tiếp theo ngượng ngùng liếc người thanh niên này vài lần, sau đó chân ngọc chạy thẳng vào cửa. Thanh niên nọ sau khi ha ha cười, cũng phong độ cất bước đi vào. Người này chắc là Ngô Kiếm Minh, thật có thể làm cho cô gái này cười, cũng rất có tương lai đây. Hàn Lập chua chát thầm nghĩ, hắn rất biết rõ bản thân, nếu nói về tướng mạo bản thân sợ rằng cưỡi ngựa cũng không dượt kịp đối phương. Hơn nữa nhìn qua, mặc ngọc châu kia và vị ngô công tử này tiếp xúc cũng không tệ, cảm tình cũng khá sâu. Hắn lại cau mày, cảm giác được chuyện này có thể khó mà xử lý như mình nghĩ được. Mặc kệ nói thế nào, noãn dương bảo ngọc nhất định phải lấy được, hơn nữa phải nắm chắc. Dù sao âm độc trên người không phải là nhỏ, nói không chừng nó sẽ bộc phát sớm hơn thời hạn. Hàn lập có chút ưu tư, hắn sau khi liếc nhìn mặc phủ qua một lần nữa, rồi vén màn rời từ lâu, về lại khách sạn nơi mình ở. Hàn Lập sau khi về khách sạn trải qua một phen suy nghĩ, vẫn quyết định sử dụng phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, chuẩn bị đơn đao trực tiếp đột nhập vào. Hắn định ban đêm lặng lẽ đi gặp vị nghiêm phu nhân chủ trì kinh giao hội, sau đó dùng tín vật mà mặc đại phu lưu lại cho hắn, trực tiếp vạch trần tên giả mạo thư kia với mặc phủ, về phần làm sao lấy được bảo ngọc kia, chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Nếu đã quyết định rồi, Hàn Lập cũng không hề ngại trước sợ sau nữa, Hắn ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho tối nay hành động. Bất quá trong lúc này, khuôn mặt diễm lệ của Mạc Ngọc Châu kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn, có đuổi thế nào cũng không xua đi được. Chẳng lẽ mình đã thích cô gái này sao? Hàn Lập có chút mất tự nhiên thầm nghĩ, nhưng sau đó hắn lại tự an ủi một chút, một cô gái si đẹp như thế, mình có bị hấp dẫn cũng là chuyện thường, cũng không nhất định là thích. Là một người đã đặt nửa chân vào con đường tu tiên, Hàn Lập mặc dù đối với chuyện nam nữ hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong ý thức cũng tránh không được phát sinh việc nam hoàn nữ ái. Tới canh ba, Hàn Lập thay quần áo đen, len lén ra khỏi khách sạn. Hắn theo nóc nhà mà nhẹ nhàng lướt qua, không có làm kinh động những người tuần canh, đi tới bên ngoài mặc phủ. Hắn sau khi đi một vòng quanh phủ, cười khẻ một tiếng, biến thành một làn khói nhẹ, trước mắt mấy tên thủ vệ, tiến vào hậu viện mặc phủ, mà đám cảnh vệ này cũng không phát giác ra có gì dị thường. Chương 108, Dạ nhập mặc phủ. Hậu viện mặc phủ là một hoa viên không nhỏ, bên trong có rất nhiều hoa cỏ hiếm thấy, mặc dù sắc trời hôn ám nhìn không rõ, nhưng dựa vào mùi hoa nồng đậm này, cũng thấm vào trong tâm phế của người ta, làm cho Hàn Lập không khỏi hít sâu một hơi. Ồ, Hàn Lập đột nhiên hô nhẹ một tiếng, mặc dù mùi hoa nồng nặc nhưng hắn vẫn nhận mùi thảo dược quen thuộc. Có người ở chỗ này trồng thảo dược Hàn Lập nở nụ cười, loại mùi cực kỳ quen thuộc này, làm cho hắn đối với người trồng cảm thấy tò mò, xem ra trong mặc phủ có người kế thừa y thuật của mặc đại phu. Hàn Lập không dám chỉ hoãn nữa, theo con đường nhỏ trong vườn, hướng vào trong mà từ từ đi. Trên đoạn đường, Hàn Lập phát hiện có che giấu rất nhiều ám tiễn, nếu không phải hắn cảnh giác hơn người, thật đúng là không thể phát giác được. Xem ra mặc phủ đề phòng rất nghiêm mật, bất quá nếu hắn muốn đi qua, những thứ này đối với hắn mà nói, rất là dễ dàng. Hàn Lập tới trước một ngôi lầu nhỏ hai tầng thì ngừng lại. Sở dĩ chọn nơi này, bởi vì hắn phát giác cảnh vệ xung quanh ngôi lầu này canh gác nghiêm ngặt hơn các chỗ khác, xung quanh cũng phải tới hai ba chục tên thủ vệ, hàn lập nhìn ngôi lầu nhỏ hai tầng trông có vẻ rất sáng sủa này biết bên trong hẳn là có nhân vật quan trọng mặc phủ vẫn chưa ngủ vừa lúc thích hợp bản thân điều tra một phen vì vậy hắn men theo bóng đêm thân hình nhanh như thiểm điện nhoáng một cái người đã bay nhanh tới dưới lầu sau đó hai chân dùng một chút sức nhẹ nhàng phóng lên tầng hai cả quá trình chỉ hoàn thành trong nháy mắt bốn phía canh phòng bẫy dập cũng không thể phát hiện ra sự xâm nhập của hàn lập hàn lập dán sát vào vách tường của lầu hai thân hình như bóng mà ẩn vào trong bóng đêm sau đó cẩn thận lắng nghe tình hình bên trong phòng. Theo thính giác siêu cấp của bản thân, Hàn Lập nghe được bên trong phòng có giọng con gái đang nói chuyện, xem ra cũng không phải chỉ có một người ở bên trong phòng. Trường Bình Trấn Bí Đà, đưa tới 7.300 lượng bạc. Lạc Cốc Trấn Bí Đà, đưa tới 5.800 lượng bạc. Lam Nguyệt Trấn Bí Đà, đưa tới 10.500 lượng bạc. Ngũ Lĩnh Trấn, cái này là tháng trước, ám đà môn đưa bạc tới, cơ bản so với năm trước ít hơn một phần tư thanh âm dễ nghe của con gái truyền vào trong tai hàn lập thanh âm này rất có sức sống vừa nghe đã biết đó là giọng của một cô gái trẻ chỉ là câu nói cuối cùng của nàng chứa đầy ý bất mãn mẹ người phụ trách ám đà lá gan cũng càng lúc càng lớn đưa bạc tới càng lúc càng thiếu cô gái này tức giận nói ta biết rồi trong lòng cũng có tính toán một giọng nữ trầm thấp rất có sức hút vang lên chẳng lẽ là một trong mặc thị tam kiều hàn lập tinh thần chấn chỉnh cảm giác được vận khí bản thân cũng không tệ bên trong phòng xem ra chính là phu nhân của Mạc Đại Phu. Mẹ nói biết rồi, chẳng lẽ không muốn có biện pháp chỉnh đốn sao? Cứ như vậy mà làm, ám đà này sớm muộn gì cũng sẽ không xem tổng đà chúng ta ra gì. Cô gái trẻ ôm oán giận nói, ta hôm nay cũng không có biện pháp gì tốt, phải biết rằng lực lượng của ám đà luôn luôn là do ngũ nương một mình trông coi. Những người khác trong mặc phủ căn bản không thể động tay vào. Người phụ nữ nhẫn nại đáp, những lời này vừa ra, bên trong phòng nhất thời trở nên im lặng qua một hồi sau mới lại truyền đến thanh âm không cam lòng của cô gái trẻ mẹ chẳng lẽ thật sự để cho ngũ nương độc chiếm lực lượng của ám đà này sao phải biết rằng từ mấy năm trước mấy người má thuốc đã phân ra hơn nữa sau khi bị các thế lực khác chèn ép lực lượng của ám đà cũng đã thành trụ cột lứa ẩn nhất của kinh giao hội chúng ta mẹ là người đại diện cho kinh giao hội vậy lực lượng lớn nhất đó đương nhiên cũng do mẹ khống chế chứ nói thì nói như vậy nhưng năm đó khi cha của con rời đi đã đem ám đà này giao cho ngũ nương ta thật sự không có cớ gì để nhúng tay vào. Hơn nữa ngũ nương hiện tại mỗi tháng đều đem đại bộ phận tiền bạc của ám đà giao cho tổng đà, ta cũng không thể hỏi tới. Người phụ nữ thản nhiên nói, đối với kinh giao hội chúng ta vốn đã rất yếu, nếu như còn không đem tất cả các lực lượng hợp lại, làm sao còn có hy vọng đông sơn tái khởi chứ? Cha cũng thiệt là, nếu đã đem chuyện của kinh giao hội giao cho mẹ xử lý, tại sao còn đem ám đà đặc biệt giao cho ngũ nương? Cô gái trẻ thanh âm 10 phần oán khí, hiển nhiên nàng đang rất bất mãn đối với cha đừng nói bậy cha con làm như vậy tự nhiên có thâm ý của hắn con là con gái cũng không nên nói lung tung về chuyện của gia đình người phụ nữ nghiêm giọng giáo huấn cô gái biết rồi con nhận lỗi được chưa xem ra mẹ đối với cha thật đúng là si tâm không thay đổi cô gái tựa hồ đối với việc này đã quen bộ dáng không quan tâm ngược lại mở miệng diếu cợt lại mẫu thân của nàng đứa nhỏ này người phụ nữ đối với cô con gái này rất thương yêu chỉ có thể cười khổ không nói gì hàn lập lúc này đã khẳng định người phụ nữ bên trong phòng chính là nghiêm thị hắn muốn tìm cô gái chắc cũng là con gái của mạc đại phu mạc thải hoàn xem ra hắn thật sự rất may mắn lại có thể tìm được đúng chỗ như vậy hàn lập đưa tay sờ sờ lá thư cùng tín vật của mạc đại phu bên người cũng chuẩn bị hiện thân gặp mặt hai người này mẹ tên giả mạo đáng ghét kia hôm nay ở phía sau hoa viên đã đụng vào con lại đối với con ra vẻ ân cần cực lực đưa ra mấy câu văn thơ mà hắn đã chuẩn bị, bộ dáng tự nhận là văn võ toàn tài, thật làm cho người ta chán ghét. Cô gái đột nhiên từ làm núng lại nói ra một câu như vậy, làm cho Hàn Lập kinh ngạc, khiến cho chân đang muốn bước ra, lại bất giác sụp trở về. Còn đối với tên họ ngô kia khách khí một chút, dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa là tỷ phu tương lai của con, đừng làm cho hắn nhìn ra sơ hở. Nghiêm thị nghe vậy trịnh trọng hẳn lên, có chút nghiêm túc mà nói. Khổ, đại tỷ cả ngày đều bị người này bám chặt, còn phải giả bộ ra bộ dáng động tâm hoài xuân nữa chứ thật sự là làm khó cho đại tỷ nếu đổi lại là con đã sớm một kiếm chém hắn ra làm đôi cô gái cảm thắn nói cái này cũng là không có biện pháp nào khác mặc dù chúng ta biết họ ngô kia là giả mạo cũng sắp điều tra sáng tỏ chi tiết của hắn nhưng vì tranh thủ một chút thời gian cũng chỉ có cách hy sinh danh dự của đại tỷ con cùng với người này dối trá chỉ hoãn dù sao kẻ địch thanh thế quá lớn nếu như biết không có thể lừa gạt chúng ta sợ rằng sẽ lập tức phát động cường công, chúng ta quyết không có phần thắng. Thanh âm của nghiêm thị tràn ngập sự ủ rũ, trong lời nói lộ ra vẻ mệt mỏi. chương 109, Đăng Môn, gã họ ngô này thật ghê tởm, giả mạo thư lấy danh nghĩa cầu cha để gả đại tỷ cho hắn, thật sự là tức chết người đi được mặc thải hoàn hận hận nói, xem ra đối với tên ngô kiếm minh kia cực kỳ thống hận. Bất quá cũng may là chọn đại tỷ của con, nếu như hắn yêu cầu là con hoặc phượng vũ, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt phải biết rằng với tính tình của con và Phượng Vũ, làm sao có thể nhẫn nại rồi trả ứng phó cùng người này. Chỉ là khổ cho Ngọc Châu, không biết khi phu quân trở về, có trách cứ mẹ không đây. Nghiêm thị thở dài, nhẹ nhàng nói, mẹ, cha làm sao lại đi trách mẹ chứ, để chu toàn chuyện gã họ ngô này, không phải là do đại tỷ chủ động nói ra sao. Mặc thải hoàn vội vàng an ủi nghiêm thị, đứa nhỏ mốc này, đây là Ngọc Châu vì mặc phủ cùng kinh giao hội chúng, mà không thể không làm. Bất quá, mẹ cũng chỉ để đại tỷ và gã giả mạo đó đến cỡ này thôi tuyệt sẽ không thật sự đem đại tỷ của con gà cho hắn thật sự trì hoãn không được cũng chỉ có cách trở mặt bắt giữ hắn nghiêm thị nói xong lời cuối cùng này thanh âm trở nên lạnh lẽo hẳn nghiêm thị sau khi nói xong câu này bên trong phòng lại yên tĩnh hiển nhiên hai mẹ con cũng biết sau khi trở mặt sẽ có chuyện gì xảy ra phụ thân rốt cuộc khi nào mới có thể trở về mặc thải hoàn một hồi lâu sau mới thì thầm hỏi cha con khi đi có nói qua nhanh thì hai ba năm, lâu thì năm sáu năm sẽ trở về nghiêm thị buồn bà nói. Nhưng hiện tại cũng gần 10 năm rồi, còn ngay cả bộ dáng của phụ thân cũng nhớ không rõ nữa. Mặc Thải Hoàn chậm rãi nói: Yên tâm đi, phụ thân con là một đời kỳ tài, lại mang tuyệt kỳ trong người, tuyệt không có việc gì. Khẳng định là có việc gì quan trọng làn cho trì hoãn, rất nhanh sẽ về lại mặc phủ nghiêm thị hình như là nói cho nữ nhi nghe, vừa hình như là tự an ủi mình. Được rồi nhị tỷ phượng vũ đã điều chế được linh dược dùng để an thần dưỡng nhan, để con lấy lên cho mẹ, mẹ nên dùng một ít, nghe nói hiệu quả rất tốt. Cô gái vì phá tan không khí trầm muộn bên trong phòng, đột nhiên thay đổi đề tài, nói sang chuyện khác. Đứa nhỏ này, kế tiếp hai mẹ con chỉ là nhỏ to tâm sự, Hàn Lập cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng nữa. Hàn Lập từ hai mẹ con này nói chuyện với nhau, đã nghe ra nghiêm thì cùng mặc đại phu cảm tình rất sâu, xem ra có thể tín nhiệm. Sau khi cân nhắc trong lòng, hiểu được người của mặc phủ mặc dù biết vị ngô công tử này là giả mạo, nhưng ra mặt trực tiếp tiếp xúc với các nàng cũng tương đối tốt, dù sao âm độc trên người mình lúc nào cũng có thể phát tác, vẫn phải tìm cách lấy cho được noãn dương bảo ngọc. Hàn lập nghĩ tới đây, đưa tay vào trong áo lấy ra tín vật của mặc đại phu một cái nhẫn hình rồng, sau đó nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa sổ phòng, vung tay đem cái nhẫn quăng vào bên trong phòng. Càng thanh âm của cái nhẫn rơi xuống đất vang lên, bên trong phòng lập tức có tiếng hô lên. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng vang lên thanh âm của nghiêm thị là vị cao nhân nào quang lâm hàn xã nghiêm thị không kịp nghênh đón xin hãy lượng thứ hàn lập mỉm cười chưa kịp mở miệng trả lời đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái thật kỳ quái là một cái nhẫn cái nhẫn này nhìn thật quen mắt rất giống cái nhẫn mà mẹ đang đeo mẹ đến xem này hiển nhiên mặc thải hoàn đã đi nhặt cái nhẫn lên đưa nó cho nghiêm thị văn long giới nghiêm thị kinh ngạc hô lên hàn lập nghe thấy đối phương nhận ra tín vật lúc này mới đi tới trước cửa gõ hai tiếng rồi cất cao giọng nói đệ tử hàn lập phụng lệnh của mặc sư đến đây bái kiến sư mẫu bên trong phòng sau khi nghe hàn lập nói nhất thời không một tiếng động hiển nhiên lời hàn lập nói làm cho người ở trong phòng nhất thời kinh sợ vào đây đi sau một hồi bên trong mới chuyển đến thanh âm của nghiêm thị hàn lập lúc này mới đẩy nhẹ cửa phòng cất bước đi vào vừa vào phòng Hàn Lập thấy một vị phu nhân xinh đẹp cỡ 30 tuổi, ngồi trên ghế, sau lưng có một cô gái xinh đẹp cỡ 15-16 tuổi đang đứng, cô gái dung mạo 78 phần giống với Mỹ Phụ, vừa nhìn đã biết các nàng có quan hệ huyết thống rất gần gũi. Lúc này Mỹ Phụ nhân nghiêm thị, trong tay đang cầm cái nhẫn hình rồng mà hắn mới quăng vào, trên mặt vẫn bình thản, cũng không có hiển lộ ra vẻ trước mặt Hàn Lập. Mà cô gái mặc thải hoàn đang đứng ở phía sau, tò mò đánh giá Hàn Lập, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, có vẻ cười mà không cười, cả người trên dưới tản mát ra mùi vị tinh linh cổ quái. Hàn lập sau khi đánh giá, mới đi tới trước thi lễ với nghiêm thị. Tứ sư mẫu khỏe chứ, nghiêm thị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với dáng vẻ không sợ ai của Hàn lập, có vẻ rất bất ngờ. Bất quá nàng cũng không có phản ứng với sự ân cần thăm hỏi của Hàn lập, mà là đưa tay trái lên, lộ ra trên ngón tay một cái long văn giới chỉ khác. Nghiêm thị đem cái nhẫn của Hàn lập và của mình, nhẹ nhàng khớp lại cùng một chỗ, kết quả hai hoa văn hình rồng trên nhẫn khớp chặt lại với nhau kết hợp hoàn mỹ không sứt mẻ ở giữa cũng không có kẽ hở nào không sai tín vật là thật bất quá người có mang theo thư của phu quân hay không nghiêm thị lúc này mới lộ ra vài tia vui vẻ ôn hòa hỏi hàn lập nghe vậy không nói hai lời lấy ra lá thư sớm đã chuẩn bị hai tay đưa cho đối phương nghiêm thị thấy hàn lập đối với nàng cung kính như thế hài lòng gật đầu nhận lấy lá thư cẩn thận đọc qua hàn lập lui sang một bên Bất động thanh sắc quan sát ánh mắt của vị sư mẫu này, muốn từ trong đó nhìn ra một chút tâm tính biến hóa của đối phương khi biết người đồ đệ mới tới chính là con rể tương lai. Chương 110, Hồ Mị, nội dung trong thư Hàn Lập sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần, nói cũng không phức tạp, chính là đưa tin về Hàn Lập là đệ tử của Mạc đại phu, có thể hoàn toàn tiến nhiệm, mà lúc này Mạc phủ nếu gặp phải phiền phức gì có thể cho Hàn Lập đi giải quyết, chỉ cần Hàn Lập có thể bảo vệ Mạc phủ trên dưới bình an. Thì Nghiêm thị sẽ từ ba vị thiên kim tuyển ra một vị gả cho Hàn Lập làm vợ, mà của hồi môn chính là khối noãn dương bảo ngọc kia, về phần Mặc đại phu bản thân có chuyện quan trọng phải làm. Vẫn chưa thể trở về đoàn tụ với vợ con, nên báo cho Nghiêm thị các nàng đừng quá lo âu. Hàn Lập mặc dù từ trong thư cũng không có phát hiện cái gì đối với mình bất lợi, nhưng cũng biết lá thư này khẳng định bị Mặc đại phu động tay động chân vào rồi, sẽ không đơn giản như bề ngoài thấy vậy. Nhưng hắn nếu không tìm ra được điều gì đáng ngờ trên bức thư thì cũng hy vọng sớm đưa tới mặc phủ, cũng chỉ có thể đưa lá thư này cho nghiêm thị, bởi vậy đối với nghiêm thị lúc này nhất cử nhất động đều hết sức chú ý, hắn cũng không hy vọng vị tứ phu nhân này đột nhiên từ trong thư nhìn ra điều gì đó, sau đó liền lập tức trở mặt, bắt hắn vì mặc đại phu báo thù. Cũng may tình huống mà Hàn Lập nghĩ cũng không xuất hiện, ưu ừ ao khi Mỹ phụ nhân nghiêm xem xong lá thư, chỉ là hơi cau mày, tiếp theo ánh mắt trên mặt đầy vẻ ưu tư, tựa hồ có nhiều việc khó có thể quyết định được. Hoàn nhi, còn đi gọi nhị nương, tam nương, cùng ngũ nương lại đây, nói là có tin tức của lão gia. Nghiêm thị quay đầu lại, dùng không khẩu khí cương quyết phân phó mặc Thải Hoàn. Dạ biết, mẫu thân, con đi đây mặc Thải Hoàn cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhu thuận nghe lệnh đi ra ngoài, chỉ là trước khi ra khỏi phòng lại hướng về phía Hàn Lập hé miệng cười, tựa hồ đối với Hàn Lập có chút hứng thú. Người gọi là Hàn Lập, nghiêm thị ngẩng đầu lên, thần sắc trở lại ung dung thanh nhã. Đúng vậy, sư mẫu, Hàn Lập thành thật đáp, có thể nói cho ta biết, phu quân tại sao lại thu ngươi làm đồ đệ không? Nghiêm thị cười nói, tuân mệnh, hàn lập do dự một chút, nhưng sau lại thấy quá trình mặc đại phu thu mình làm đồ đệ, cũng không có gì cần phải giấu giếm, nên hướng về nghiêm thị chậm rãi tóm lược kể lại. Tám năm trước, mặc sư bởi vì vết thương cũ chưa lành, ẩn cư tại Việt Châu thất huyền môn thải Hà Sơn, khi đó vừa lúc gặp ta lần đầu lên núi. Hàn lập rất tự nhiên đem quá trình mặc đại phu thu hắn làm đồ đệ nói ra có bảy phần thật ba phần giả, có những cái cũng không thể tiết lộ ra với nghiêm thị, đều cải biên hoặc nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cứ như vậy cũng làm cho nghiêm thì cũng tập trung mà nghe, có vẻ rất thú vị. Cứ như vậy, ba tháng trước mặc sư có chuyện quan trọng phải ra ngoài, không cách nào phân thân, nhưng lại sợ rời mặc phủ quá lâu, những kẻ đối đầu sẽ tìm sư mẫu làm phiền, nên gọi ta hạ sơn, đến mặc phủ tìm mấy vị sư mẫu, thính theo sự điều khiển của các sư nương. Phu quân ta có chuyện gì quan trọng, mà ngay cả nhà cũng không ghé qua một chút, nghiêm thị nghe xong hàn lập thuật lại quá trình bái sư, thở dài một hơi, đột nhiên u oán hỏi, trong lời nói đầy sự ai oán. Cái gì mà về nhà? Mặc đại phu đã chết cũng gần hai năm rồi, thi thể chôn dưới tảng cây cũng chỉ còn lại sơn mà thôi. Hàn lập vừa nghe, có vài phần tự diếu, nhưng trên mặt vẫn là cung kính hồi đáp. Là chuyện gì, mặc sư cũng không có nói cho vãn bối biết, bất quá khẳng định là việc hết sức quan trọng. Hàn lập nói có chút nước đôi, hừ, có phải là sư phụ của ngươi bảo ngươi đối với chúng ta giữ bí mật hay không? Nghiêm thị như cười mà không cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã có chút bất mãn. Tuyệt không có chuyện như vậy, Hàn Lập mở miệng nói, trong lòng lại âm thầm cười khổ, vị nghiêm thị này thật sự là rất đa nghi. Nghiêm thị bộ dáng không cam lòng, mở miệng tựa hồ còn muốn hỏi điều gì nữa. Mà ngay lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo người còn chưa vào nhà, đã chuyển đến một tiếng nũng nịu quyến rũ tới cực điểm. Tứ muội nghe nói có tin tức của phu quân, có thật vậy chăng? Tên chết tiệt này, chạy một chút mà đã 10 năm rồi, muốn cho tỉ muội chúng ta sống như là quá phụ hay sao vậy? Hàn Lập bắt đầu bị thanh âm này, khiến cho sừng sốt, nhưng nghe nội dung phía sau, bị dọa đến nhảy dựng. Bà cô này, cũng quá sắc sược, Hàn Lập ngạc nhiên thầm nghĩ, ta muội nói chuyện chú ý một chút, còn có những người khác bên trong phòng nữa. Một giọng nữ trầm trầm thoáng giận nói, biết rồi, bất quá nghe nói người đưa tin, lại là đệ tử của phu quân. Sẽ không lại là giả mạo nữa chứ. Ngươi nói đi, ngũ muội thanh âm kiều mị kia khẽ cười nói. Không phải đâu, nếu tứ tỷ bảo chúng ta đến, vậy đã nói lên người này bảy tám phần có thể tin dược một thanh âm lạnh như băng nói. Cũng được, nhãn lực của tứ muội ta cũng rất khâm phục, thanh âm kiều mị cười nói, không biết là đang trân trọng hay là thật tâm khen ngợi nghiêm thị. Hàn lập sau khi được nghe lời ấy, liếc mắt nhìn lén nghiêm thị, chỉ thấy nghiêm thị một tay bóp bóp chán, vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra nàng đối với chủ nhân của thanh âm quyến rũ kia, cũng cảm thấy đau đầu. Cửa phòng rốt cuộc bị đẩy ra, từ bên ngoài liên tiếp đi vào mấy phụ nhân xinh đẹp, mà mặc thải hoàn là đi cuối cùng, cũng đi đến, chỉ là nàng đang mím chặt cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, tựa hồ đang rất bực bội. Người đi đầu là một phụ nhân ước chừng 31-32 tuổi, dáng người cao tú lệ đoan trang, mi thanh mục tú, giữa chân mày ẩn chứa một luồng cổ thư quyển chi khí, xem ra khi tuổi trẻ xây chung là một tài nữ. Hàn lập âm thầm cúi đầu, lại đem ánh mắt hướng vào người thiếu phụ chừng 2324 tuổi ở giữa. Hàn Lập mới vừa thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ này, lập tức cảm giác trong đầu ông lên một cái, trong phút chốc thất thần, cả người đều chìm đắm vào sự diễm lệ kia mà không cách nào tự kiềm chế được. Người nữ này quá sức kiểu diễm động lòng người, so với Mạc Ngọc Châu mà Hàn Lập đã thấy, còn muốn xinh đẹp hơn ba phần, hơn nữa cái loại vạn phần phong lưu của thiếu phụ phong tình này, càng làm cho Mạc Ngọc Châu không cách nào so sánh được. Nếu như nói trên đời này thật có hồ ly tinh, vậy hàn lập tuyệt đối tin tưởng chính là đã biến thành nữ nhân này hàn lập đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết từ khi nào một luồng khí lạnh từ đan điền đột nhiên thoát ra dọc theo kinh mạch mà di chuyển một vòng làm cho hàn lập tỉnh lại sau khi hàn lập khôi phục lại thần trí thất kinh không dám nhìn người phụ nữ này nữa vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương thiếu phụ này quả thật là hỏa quốc ương dân có thể làm cho người nhìn thấy nàng thần hồn biên đảo cũng không biết là do dung mạo tuyệt thế sở hữu ma lực hay là đã luyện phương pháp mê hồn nào đó Hàn Lập hoảng sợ thầm nghĩ. Thiếu phụ kia thấy Hàn Lập nhìn mình, trừ lúc vừa mới bắt đầu có chút si mê, nhưng sau đó lập tức tỉnh lại, cũng có thể chủ động tránh né mình, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Chương 111, Mỹ phụ. Hàn Lập thầm vận trường xuân công, ổn định lại tâm thần, mới dám ngẩng đầu, bỏ qua người nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo. Người phụ nhân cuối cùng tiến vào phòng ước chừng 26-27 tuổi, mặc dù dáng người cao giáo tú lệ động lòng người, nhưng vẻ mặt lại lạnh như xương làm cho người ta không dám đến gần. Khi nàng vừa vào phòng, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong ánh mắt hàn quang chấp động, đúng là một cao thủ nội lực tinh thuần. Nghiêm thị vừa thấy mấy người này tiến vào, liền lập tức từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía các nàng thi lễ. Nhị tỷ, tam tỷ khỏe chứ, ngũ muội cũng tới sao, tứ muội quá khách khí rồi, đều là người nhà, cần gì khách khí như vậy. Không đợi phụ nhân cầm đầu nói, thiếu phụ cực kỳ hồ mị kia khẽ che miệng nở nụ cười, trong tiếng cười đầy vẻ hồ mị, làm cho Hàn Lập lại cảm thấy tâm động thần di, âm thầm rè rặt không thôi. Tiểu muội không dám, mời mấy vị tỷ tỷ ngồi nghiêm thị mỉm cười, đẩy ra mấy cái ghế, để cho phụ nhân cầm đầu ngồi xuống, bản thân ngồi ở bên tay phải thiếu phụ diễm lệ kia. Mà phụ nhân lạnh lùng được gọi là ngũ muội im lặng không nói tiếng nào ngồi vào vị trí đối diện nghiêm thị. Mặc thải hoàn theo sát mọi người vào phòng, hết sức nhu thuận đóng cửa phòng lại, đến đứng sau lưng mẹ, chỉ là hai con mắt sáng trong suốt của nàng cứ di chuyển liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người tuổi trẻ này chính là người đưa tin. Phụ nhân hơn 30 tuổi nhìn Hàn Lập một chút, thản nhiên hỏi: "Đúng vậy, theo như lời trong thư nói, là đệ tử của Phu quân Nghiêm Thị Hào phóng hồi đáp, sau đó quay về phía Hàn Lập nghiêm nghị nói: "Đây là nhị sư nương của ngươi, còn không chịu tới bái kiến." Tham kiến nhị sư mẫu." Hàn Lập cơ trí tiến lên xá phụ nhân một cái, "Đứng lên đi, nếu là đồ đệ của Phu quân vậy không cần đa lễ phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nói. Đây là tam sư mẫu, ngũ sư mẫu của ngươi nghiêm thị lại chỉ vào thiếu phụ diễm lệ dị thường cùng phụ nhân lạnh lùng giới thiệu với Hàn Lập. Tam sư nương, ngũ sư nương khỏe chứ? Hàn Lập nhìn thiếu phụ nọ tựa hồ so với chính mình cùng lắm thì hơn vài tuổi, sau khi hơi trần chờ một chút, cũng không người thi lễ. Vẻ hồ nghi trên mặt Hàn Lập bị nghiêm thị nhìn ra, nàng cười ôn tồn nói, tam sư mẫu của ngươi có thuật chú nhan, đừng xem bộ dáng chỉ có hai mươi mấy tuổi, trên thực tế cùng với nhị sư mẫu người tuổi cũng không sai biệt lắm. Hàn lập sau khi nghe xong, gật nhẹ đầu, hiểu được so với suy nghĩ của mình cũng không sai, thiếu phụ diễm lệ này khẳng định đã luyện bí công đặc thù, nếu không bằng vào dung mạo của nàng, quyết không thể làm cho mình thần hồn điên đảo, không cách nào tự khống chế. Nhị tỷ, đây là thư của phu quân, mời xem qua. Nghiêm thị đem lá thư của Hàn Lập đưa cho nhị phu nhân xem, sau khi người này xem xong, thì truyền cho hai người còn lại. Khi người thiếu phụ lạnh lùng cuối cùng xem qua lá thư, mấy vị phụ nhân bên trong phòng đều im lặng không nói gì. Cho dù là thiếu phụ diễm lệ nọ thoạt nhìn nhẹ dạ nhất, thần sắc cũng nghiêm nghị hẳn lên, hoàn toàn không có vẻ hồ mị mạnh mẽ như vừa rồi, lại có vẻ vô cùng đoan trang. Hàn lập chứng kiến bộ dáng của mấy vị phu nhân của mặc đại phu, trong lòng không khỏi thấy bất an, hắn không biết trên lá thư nọ rốt cuộc giã tiết lộ cho các vị phụ nhân này tin tức trọng đại gì, làm cho khuôn mặt các nàng lại trầm trọng như thế. Bất quá bề ngoài của Hàn Lập ánh mắt vẫn không biến, Thủy Trung vẫn đứng thẳng, làm cho mấy vị phụ nhân cảm giác được sự trầm ổn chắc chắn của hắn, rất có phong độ của một vị đại tướng. Hàn Lập, lá thư này của sư phụ ngươi, làm cho ta cùng mấy vị sư nương kinh hãi quá lớn, cho nên chúng ta muốn thương lượng một chút. Mà ngươi đường xa đến đây, nói vậy cũng rất mệt mỏi, hãy đến mặc phủ nghỉ ngơi một đêm đi. Đợi ngày mai, chúng ta sẽ trở lại nói chuyện nghiêm thị dù sao Sĩ Trung đã nắm đại quyền của kinh giao hội nhiều năm, nhất cử nhất động đều tự có sự uy nghiêm nói không ra được, cuối cùng cũng là nàng mở miệng trước tiên phân phó cho Hàn Lập. Vãn bối tuân mệnh, Hàn Lập ứng tiếng hết sức nghe lời, bộ dáng tất cả đều là theo sự phân phó của trưởng bối. Mấy vị phụ nhân khác cũng không có ngăn cản nghiêm thị, xem ra các nàng cũng muốn cho người ngoài là Hàn Lập về trước, để cho tỉ muội các nàng thương lượng một số chuyện quan trọng. Hoàn Nhi, người đưa Hàn Sư Huynh ra sau tìm một gian phòng sạch sẽ, để cho Sư Huynh nghỉ ngơi một chút nghiêm thị nói với Mạc Thải Hoàn. Hi, con biết rồi, Hàn Sư Huynh, theo ta đến đây đi mặc thải hoàn hai chồng mắt nháy vài cái, mũi cũng khẽ nhíu lại, bắt đầu có chút ý không vui, nhưng lập tức suy nghĩ lại, vừa cười vừa đáp ứng. Không cho phép chọc phá Sư Huynh của con, nếu không, xử theo gia pháp, nghiêm thị đối với tâm tư của nữ nhi bảo bối này rõ như lòng bàn tay, bởi vậy trước tiên ra cảnh cáo cho nàng ta trước. Được rồi, người ta biết rồi, cô gái bĩu môi, không tình nguyện nói, Hàn Lập trong lòng muốn toát mồ hôi nếu như nghiêm thị không nói, chẳng lẽ vị tiểu thư xinh đẹp này sẽ vô cớ răng bẫy chọc phá mình sao? Hàn Lập dùng ánh mắt khác thường nhìn Mạc Thải Hoàn, cảm giác đầu tiên đối với cô gái này tựa hồ cũng không phải tinh linh đáng yêu như vậy. Vì vậy, Mạc Thải Hoàn thờ ơ đi ra khỏi cửa, mà Hàn Lập thần sắc bất động đi theo phía sau. Đợi Hàn Lập đi ra khỏi phòng hồi lâu, bên trong phòng đang im lặng đột nhiên vang lên thanh âm trịnh trọng của nghiêm thị. Ngũ muội làm phiền người ra quan sát thử bốn phía, có phải tiểu tử kia thật sự đã rời khỏi nơi đây hay không đừng để hắn lặng lẽ quay lại chúng ta cũng không biết vương thị lạnh lùng sau khi nghe vậy không nói một lời đi ra khỏi phòng sau đó biến mất trong bóng tối tứ muội người không phải là quá đề cao tiểu tử kia đấy chứ hắn có thể có bản lãnh lớn như vậy sao tam phu nhân trong mắt lưu quang chấp động có chút khó hiểu tam tỷ người nhìn lầm rồi đồ đệ này của phu quân chúng ta thu nhận cũng không phải là tầm thường Nghĩ tới mặc phủ ta vốn đề phòng nghiêm ngặt, không nói tới căn lầu này là trọng địa nơi ta xử ô di công việc, bên cạnh có cạm cả bẫy, cảnh vệ càng đông đúc, có hơn hai ba chục người, cứ như vậy hắn lại có thể lén lẻn vào nơi đây, mà ta cùng thải hoàn không hề phát hiện, người cảm thấy cái này cao thủ bình thường có thể làm được sao. Nghiêm thị nhẹ giọng nói, chương 112, ám tín, như tứ muội vừa nói, gã mau đầu tiểu tử họ hàn kia, đúng thật có vài phần đáng ngại. Nhị phu nhân lý thị khẽ cao mày, từ từ nói. Thật ra không nói đến những thứ khác, định lực của hắn so với tên giả mạo lần trước mạnh hơn rất nhiều, ta nhớ kỹ công tử họ Ngô kia, sau khi gặp ta, đã bị Thiên Hồ đại pháp của ta làm cho si mê cả ngày mới khôi phục lại bình thường. Mà họ Hàn này, chỉ lúc bắt đầu thì có chút thần mê, nhưng lập tức tỉnh táo lại, có thể thấy tinh thần lực hơn người, không phải là hạng tầm thường. Tam phu nhân do dự một chút, rồi thở dài, rồi nói ra lời trong lòng mình. Những lời này vừa ra, ba người lại yên tĩnh lại, mỗi người đều có tâm tư tựa hồ nói cái gì bây giờ cũng không tốt. Một lát sau, nghiêm thị cười khổ một chút, rốt cuộc chủ động lên tiếng trước nói, người này lợi hại như thế, không biết đối với mặc phủ chúng ta mà nói, là họa hay phúc. Lấy ra ám thư, mọi người xem là rõ ràng, nghiêm thị lời còn chưa dứt, thanh âm của thiếu phụ lạnh lùng ngũ phu nhân, từ bên ngoài phòng lạnh lùng nói, cũng đang chậm rãi tiến vào. Ta đã xem qua, trong phương viên 200 thức tuyệt không có người ngoài, cũng đã tăng số cảnh vệ lên gấp đôi. Ngũ phu nhân không chút biểu tình nói, Nghiêm thị cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng. Các người nói vậy cũng đều nhớ lời phu quân nói trước khi đi. Sau khi hắn rời đi, nếu là cho người đem thư về mà chỉ có minh thư chứ không có ám thư, thì nói rõ rằng hắn bình yên vô sự, chúng ta cũng yên tâm. Nếu trong thư có ẩn dấu ám thư, thì 89 phần 10 là báo về có chuyện không ổn, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý. Về phần lá thư này, chúng ta cũng thấy rõ, trên lá thư này đích xác là có dấu ám thư. Bất kể là tin tức tốt hay không, cái này chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cũng phải xem rõ nội dung bên trong là gì thanh âm của tam phu nhân cũng không hề kiều mị nữa, mà ngược lại tràn ngập đau xót. Được rồi, mọi người nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hãy là cho ám thư hiện hình lên đi. Nhiêm thị quyết đoán nói, nàng không trần chờ nữa, đem một chén trà trên bàn đặt đến trước mặt, rồi đổ vào đó nửa chén nước. Tiếp theo lại đem chiến nhẫn hình rồng trên tay mình, xoay mấy vòng, đem chiếc nhẫn tách thành hai nửa lộ ra bên trong có chứa một chút bột phấn màu trắng nghiêm thị cẩn thận đem số bột này đổ vào chén nước sau đó ánh mắt hướng về mấy người còn lại nhị phu nhân lý thị dưới cái nhìn của nghiêm thị đứng dậy đầu tiên nàng đi tới trước bàn khoát nhẹ tay trên ngón tay trắng nõn cũng có một chiếc nhẫn tương tự như vậy lý thị từ bên trong nhẫn cũng lấy ra một ít bột phấn đổ vào bên trong chén trà chỉ là số bột của nàng có màu hồng thoạt nhìn không giống của nghiêm tiếp theo tam phu nhân ngũ phu nhân đều có cử động tương tự, các nàng cũng đều có một cái nhẫn hình rồng, bên trong giấu một phấn phân biệt màu vàng và màu đen. Nghiêm thị đợi tất cả mọi người làm xong chuyện của mình, mới cầm lấy chén trà khe khẽ lay động, kết quả chất lỏng nguyên đủ màu sắc bên trong, trước sự nhẹ nhàng lay động đó đó trở nên trong suốt. Được rồi, nước hiện hình đã điều chế xong, nhị tỷ, người tay linh động nhất, việc xử lý lá thư này do tỷ tỷ làm đi. Nghiêm thị khiêm nhường nói với nhị phu nhân, lý thị nghe nghiêm thị nói, mỉm cười, cũng không chối từ, tiếp nhận lấy chén nước và thư, chăm chú xử lý. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chứ lý thị đang xử lý lá thư ra, những người khác đều trầm mặc không lên tiếng, làm cho không khí bên trong phòng có vẻ càng trở nên khẩn trương. Hoàn thành, trên lá thư tất cả đều đã được lau qua một lần. Kế tiếp hẳn là ngũ muội hỗ trợ, dùng nội công hong khô nó. Lý thị đứng lên, lau mồ hôi đổ trên chán, cười nói với ngũ phu nhân. Thiếu phụ mặt lạnh gật đầu, cẩn thận nhận lấy lá thư. Nàng đưa tay ra, Vận công làm cho bàn tay phát ra độ nóng nhẹ nhẹ, sau đó lại đưa bàn tay để cách trên lá thư hai ba tắc rồi dừng lại bất động. Cứ như vậy khuôn mặt từ từ hồng lên. Không bao lâu sau lá thư đã hoàn toàn khô, chữ viết bằng mực đen trên lá thư đã không còn nữa, ngược lại hiện ra một vài chữ viết màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Đây là thứ mà Mặc Đại Phu hao phí tâm cơ muốn cho Hàn Lập đưa về cho vợ con ám thư. Hàn Lập cũng không biết những chuyện phát sinh trong phòng sau khi mình đi, hắn lúc này nhìn tiểu yêu tinh trước mắt mà cảm thấy đau đầu. Vị mặc tam tiểu thư này đang đi nửa đường, đã nhằn chầm chầm vào hắn, đòi lễ ra mắt sư huynh. Sư muội muốn lễ vật gì? Hàn lập bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Có châu bảo trang sức gì, thấy đẹp hoặc thú vị gì đó đều được, ta cũng không có kén chọn lắm. Thật sự không thể không nói, đưa ta bảy tám ngàn lượng bạc cũng được, xây trung tính là vượt qua kiểm tra. Mạc Thải Hoàn mở đôi mắt to đen lấy, thiện chân vô tả nói bảy tám ngàn lượng bạc, Hàn Lập vừa nghe thiếu chút nữa té ngửa trên mặt đất. Vị tiểu yêu tinh này thật đúng là sư tử to mồm, một chút cũng không biết xấu hổ. Đem toàn bộ số tiền trên người, cũng không có nhiều bạc như vậy. Hơn nữa cho dù có, cũng không thể nào đưa cho nàng ta như vậy, nàng thật đúng là muốn biến mình thành tên ngốc hay sao. Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt trên mặt mặc dù không biến đổi, nhưng ánh mắt nhìn cô gái đã xuất hiện một chút y tứ. Mạc Thải Hoàn cũng thông minh cơ chí, xem qua đã hiểu vài phần tâm tư của hàn lập nàng đem cái miệng nhỏ nhắn chề ra cố ý cả kinh kêu lên hàn sư huynh người không phải là không có lễ vật gì khi lần đầu gặp sư muội đáng yêu như vậy chứ phải biết rằng ngô công tử kia mới gặp mặt đã cho người ta một vạn lượng ngân phiếu để tiêu vặt hàn lập vừa nghe cái này thật quá ngu ngốc đó là họ ngô muốn thu thấy gia tài của các ngươi ta chưa từng có loại ý nghĩ này hơn nữa hiện tại còn âm độc chưa trừ bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này hàn lập bực mình dứt khoát bất động thanh sắc nhìn lên bầu trời vẫn không nhúc nhích hắn muốn nhìn một chút vị tiểu yêu tinh này làm sao có thể từ trên người hắn chiếm được tiện nghi mạc thải hoàn thấy hàn lập này có vẻ tức giận cũng giả ngốc làm bộ không nói lời nào một chút cũng không để ý tới mình trong lòng không nhịn được có chút nóng này từ một năm trước nàng từ trên người trên giả mạo kia lừa lấy được không ít tiền hàng đêm nằm mơ cũng mong muốn có nhiều người như vậy đem tiền tới tận nhà cho mình xài Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội lần nữa, nhưng cái tên thoạt nhìn đúng là đệ tử của cha lại rất khó nhá. Hơn nữa ra mặt cũng so với tưởng còn muốn dày hơn, đối với một cô gái đánh yêu như mình một chút động tâm cũng không có. Còn không thèm nhìn bản thân mình diễn nước mắt muốn chảy ra rồi đây. Vậy mà vẫn không chút động tĩnh nào, thật tức chết người đi được. chương 113, Oanh Hương Hoàn, tối nay trăng cũng không tính là quá lạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạc Thải Hoàn lại có chút phát xanh, hai mắt nàng hận hận nhìn Hàn Lập, trong lòng đối với vị sư huynh ra mặt dày này không ngừng nghiến răng. Hiện tại hai người đang đứng tại một con đường nhỏ ở hậu Việt, lạnh lùng cứ thế mà đứng đó, cũng không bước tới trước một bước nào. Nguyên Mạc Thải Hoàn thấy Hàn Lập dám không để ý tới tam đại tuyệt chiêu của mình giả bộ đáng yêu, làm núng, nước mắt công kích, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghiến răng, không có dẫn đường đi tiếp nữa, nàng định dùng tới chiêu ép Hàn Lập, không cam lòng mà dùng ánh mắt đánh thương nhìn Hàn Lập, hy vọng sau khi dùng tới chiêu cuối này, có thể làm cho đối phương khuất phục. Nhưng Hàn Lập vừa thấy Mạc Thải Hoàn làm ra bộ dáng đánh thương này, không khỏi cười. Thì ra cái vẻ mặt này của nàng, làm cho Hàn Lập nhớ lại người bạn tốt Lệ Phi Vũ. Trước kia, mỗi khi Lệ Phi Vũ có chuyện phiền toái gì muốn nhờ Hàn Lập hỗ trợ, cũng sẽ dùng vẻ mặt như vậy đối với Hàn Lập, dần dần, Hàn Lập đối với loại vẻ mặt này đã hoàn toàn miễn dịch. Cho nên khi Mạc Thải Hoàn dùng ánh mắt giống như một con chó nhỏ đánh thương nhìn Hàn Lập, Hàn Lập đã có tư vị đứng tại chỗ tận tình thưởng thức sự biểu diễn của đối phương, thỉnh thoảng lại lắc lư đầu lẩm bẩm vài câu thơ. Dưới sự phản kích ác độc như thế của Hàn Lập, Mạc Thải Hoàn rất nhanh thay đổi, bộ dáng thương cảm hoàn toàn thu lại, thay vào đó là vẻ mặt giận giữ trợn mắt nhìn, duy trì cho đến bây giờ. Nhưng thật ra Mạc Thải Hoàn cũng đang hối hận, tình hình hiện tại nếu bị mẫu thân biết, sợ rằng chỗ tốt chẳng những không được, trước tiên lại phải thưởng thức tư vị gia pháp cái đã. Nghĩ tới đây, nàng lại đối với Hàn lập sự căm tức càng thêm vài phần. Tên Tiêu Tử đầu đất này không thể tùy tiện đưa ra vật gì đó cho mình sao? Chẳng lẽ không biết con gái thì hay như vậy sao? Thật sự là kẻ quê mùa mà. Cô gái lúc này đã phải mở miệng nói với đối phương. Hàn lập mặc dù không có kinh nghiệm đối với các cô gái, nhưng cũng biết bản thân cũng phải ở lại mặc phủ, cũng không thể thật sự đắc tội với đối phương, cho nên cũng cảm thấy không nên tuyệt tình quá, nên cũng lo lắng lục lọi trong túi tìm xem có vật phẩm gì thích hợp hay không, để đưa cho tiểu yêu tinh này. Hàn lập rốt cục lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc, trong bình có mấy viên thuốc mà đỏ rực tỏa ra hương thơm. Thuốc này được gọi là oanh hương hoàn, nghe nói là thuốc của Hoàng Phi trong cung đình. Công hiệu của thuốc này cũng không có gì, tác dụng duy nhất chính là phát ra mùi hương làm mê lòng người, loại kỳ hương này chẳng những lâu dài dễ ngửi, lại có thể thanh trừ ruồi mũi quấy nhiễu, thật sự được các mỹ nữ trong hậu cung yêu thích. Đáng tiếc chính là, muốn chế được thuốc này cũng cần một số loại dược liệu, đều là thứ hiếm thấy, cho dù là hoàng cung cũng khôn có thường xuyên có được, không cách nào hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hậu cung, bởi vậy trong dân gian càng khó mà thấy được bóng dáng của nó. Hàn lập lúc đầu cũng không có khả năng chế tạo nên thứ thuốc không có tác dụng gì đối với mình như vậy, nhưng tại thất huyền môn, hắn cũng là nể tình lệ phi vũ mà giúp hắn điều chế một vài viên, để cho hắn làm quà cho trương tụ nhi. Một bình nhỏ này chính là xó thuốc còn lại, nguyên lúc đầu hàn lập chỉ dùng để xua đuổi côn trùng khi qua đêm ở ngoài trời nhưng hôm nay cũng nhân tiện lấy ra để ứng phó hàn lập đem cái bình nhỏ tung về phía cô gái đối diện mặc thải hoàn không kịp đề phòng có chút luống cuống tay chân chụp lấy đây là cái gì mặc thải hoàn mỉm cười nàng cuối cùng cũng từ cái người cực kỳ hẹp hòi này lấy ra được lễ vật mặc dù vẫn không biết là cái gì nhưng cũng làm cho mặc thải hoàn rất là hưng phấn đó là oanh hương hoàn nó đặc biệt kỳ diệu có thể Hàn Lập đem các công hiệu của thuốc này giảng giải tỉ mỏ cho cô gái nghe, còn tưởng rằng đối phương sẽ rất là hài lòng và cao hứng. Ai ngờ cô gái mở cái bình ra sau khi ngửi thấy mùi thơm, liền lập tức vọt nhanh ra xa, dùng ánh mắt phòng bị sắc lang mà nhìn Hàn Lập, trong miệng vẫn cẩn thận đề phòng nói. Thuốc này không phải là mê dược hay là xuân dược gì đó chứ. Ta cũng đã nghe hai vị tỷ tỷ nói mùi thơm cũng tương tự như thế này, người không phải là muốn có mưu đồ gì với ta chứ. Hàn Lập nghe vậy sửng suốt hồi lâu, sau đó cũng không nói gì, hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác tức muốn hộp máu. Cô gái này tâm tư cũng thật khó mà nắm được, lại có thể đem oanh hương hoàn liên tưởng đến Xuân Dược. Hiện tại Hàn Lập cũng không biết là nên bội phục sự cẩn thận của đối phương, hay là vì sự oan uổng của mình mà hô to lên ba tiếng. Xem bộ dáng, người nói hình như là sự thật, bất quá ta phải đưa cho nhị tỷ kiểm nghiệm mới có thể dùng được, dù sao nữ nhi chúng ta cũng phải cẩn thận là trên hết. Mạc Thải Hoàn nghiêm trang nói với Hàn Lập, khổ khổ, người cứ tùy tiện. Hàn Lập không nói gì, chỉ có thể ho khan vài tiếng, che giấu sự nhăn nhó trên mặt mình. Hắn hiện tại cảm giác thấy nên cách xa tiểu yêu tinh này một chút thì tốt, nếu không cũng không biết lúc nào sẽ làm cho phát bực mà chết. Bất quá, nếu như thuốc sử dụng tốt theo như lời ngươi nói, vậy xem như ngươi vượt qua kiểm tra. Sau này sư huynh tại mặc phủ có việc gì khó khăn, cứ việc tìm thải hoàn ta sẽ hỗ trợ, ta chỉ cần thu chút thù lao nho nhỏ, khẳng định có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết mặc thải hoàn đem cái bình nhỏ nơi tay rung lên vài cái, cười nói. Được rồi, sư muội, sư huynh có việc nhất định tìm ngươi hỗ trợ hàn lập lúc này cũng khôi phục lại thái độ bình thường, bình thản mà đáp lại, trong lòng lại hung hăng thầm nghĩ, tìm cái loại mê tiền như ngươi, có mà điên. Mặc thải hoàn tự nhiên nghe không được lời trong lòng của hàn lập, nàng vì đối phương trở nên thuận theo mình mà rất là cao hứng, đột nhiên cảm giác được vị hàn sư huynh này cũng khá là thú vị, thoạt nhìn cũng có vài phần thuận mắt chúng ta đi thôi hàn sư huynh ta sẽ chọn cho ngươi một căn phòng lớn sẽ không để ngươi thiệt đâu mặc thải hoàn mặt mày hớn hở cuối cùng đã tiếp tục dẫn đường nàng ngẩng cao đầu đi ở phía trước hàn lập mà hàn lập ở phía sau thở dài một hơi rồi từ từ đi theo sau cô gái tinh linh cổ quái như vậy hắn tuyệt đối là vô phúc tiêu thụ đừng nói tới đại tiểu thư cũng không có khả năng coi trọng người có tướng mạo bình thường như mình coi như là coi trọng hắn cũng sẽ không chút do dự mà cự tuyệt nếu không bằng vào thủ đoạn của đối phương cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu hàn lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa mặc thải hoàn từ trong danh sách ái mộ của mình, không chút do dự mà một bút xóa đi. chương 114, Yến ca si tình, hàn lập cuối cùng tại một gian phòng trong mặc phủ mà an giấc, mặc thải hoàn cũng không có hứng thú gì mà lưu lại, cũng rất nhanh cáo từ trở về, nàng đột nhiên trở ra bộ dáng hết sức thục nữ, làm cho hàn lập có chút ngoài ý muốn. Cũng không rõ người của mặc phủ đối với mình có thái độ gì, không biết là còn có nguy hiểm gì cho nên hàn lập cả đêm cũng không có chính thức ngủ chỉ là chợp mắt một chút trên giường mà thôi tới sáng ngày thứ hai hàn lập đang mông mông lung lung thì ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa phành phành chẳng lẽ là tiểu yêu tinh tới hàn lập cau mày nhưng sau đó lập tức lắc đầu tiếng đập cửa vững vàng như vậy quyết không giống phong cách của mạc thải hoàn nhưng người biết mình ở chỗ này hẳn là cũng không có mấy người hàn lập mang theo một chút nghi hoặc rửa sơ mặt rồi mở cửa phòng ra bên ngoài có một thanh niên mày rậm mắt to cỡ hơn 20 tuổi đang đứng. Thanh niên này vừa thấy Hàn Lập đi ra, trên dưới xem xét Hàn Lập từ trước ra sau, rồi ôm quyền phi thường nhiệt tình nói là Hàn Sư Đệ phải không? Tại Hạ Yến Ca, cũng tính là đại sư huynh của các hạ. Yến Ca, Hàn Lập trong đầu nhớ ra tin tức của người này, người nọ là đại đệ tử của Mạc Đại Phu. Ha ha, huynh mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ, bất quá tư chất cũng không được tốt, cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của sư phụ, làm cho lão nhân ra lấy làm xấu hổ yến ca phi thường hào sảng trực tiếp nói với hàn lập hàn lập vừa thấy thanh niên thản nhiên như thế trong lòng không khỏi đối với người này có hào cảm vì vậy vội vàng đáp lễ nói yến sư huynh sớm vậy mời vào phòng nói chuyện không cần mấy vị sư mẫu bảo ta tới đây mấy lão nhân ra có việc tìm hàn sư đệ muốn sư đệ đi qua đó gặp yến ca khoát tay áo cười nói hàn lập vừa nghe sửng sốt một chút nhưng lập tức gật đầu đáp ứng cũng đóng cửa phòng lại cùng Yến ca sóng vai mà đi. Yến ca đối với Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, dọc theo đường đi cũng không ngớt miệng hỏi cái này hỏi cái kia, đối với phong thổ nhân tình của Việt Châu cũng rất tò mò, hỏi tới không ít. Khi hai người đi qua hoa viên của hậu viện, lại ngoài ý muốn gặp một đôi thanh niên nam nữ đúng là Mạc Ngọc Châu và Ngô Kiếm Minh mà Hàn Lập hôm qua trông thấy ở xa xa. Hai người bọn họ đang đi dạo ở trong vườn, bộ dáng tình trạng ý thiếp, loại cảm giác này làm cho Hàn Lập rất khó chịu, phảng phất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó hai người đối diện hiển nhiên cũng phát hiện hai người hàn lập cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đi tới đợi khi hai bên đến gần mạc ngọc châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của hàn lập chỉ là đảo qua cũng không nói cái gì mà ngô công tử kia lại nghi hoặc đánh giá hàn lập yến sư huynh sớm vậy vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn rất không quen không biết là đệ tử của vị cao nhân nào ngô kiếm minh cười hỏi hàn lập vốn tưởng rằng yến đại sư huynh bên cạnh sẽ chủ động thế mình mà trả lời cho đối phương ai ngờ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm của người bên cạnh điều này làm cho hàn lập ngạc nhiên hắn không khỏi quay đầu qua nhìn yến ca kết quả hàn lập thấy tức giận không nói nổi yến sư huynh lúc này vẻ mặt lại si mê đang ngơ ngác nhìn mặc ngọc châu mặc đại tiểu thư đến xuất thần hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho ngô kiếm minh tiểu đệ là cháu của tam phu nhân phụ mệnh cha mẹ đến thăm tam phu nhân, thuận tiện muốn báo cho phu nhân một số việc. Hàn lập dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xung trận, hắn cố ý giả ra bộ dáng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp ba bốn lần. Ô, như vậy à, ngô kiếm mình chỉ nghe Hàn lập nói một câu, đã hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú. Cái này cũng khó trách, Hàn lập bề ngoài cũng quá không có gì vừa mắt, cũng không ra dáng vẻ của người luyện võ. Cái này làm sao mà để cho ngô đại công tử để vào mắt được. Giờ phút này Ngô Công Tử quay đầu lại, đối với loại vẻ mặt si ngốc của Yến Ca đối với Mạc Ngọc Châu rất là mất hứng, sắc mặt trầm xuống, dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa chính là vị hôn thê của hắn. Hôm nay Hàn Lập cách Mạc Ngọc Châu tương đối gần, vẻ mặt của đối phương đều được thu vào trong mắt. Nàng khẽ cao mày, trên mặt có chút vẻ không vui, hiển nhiên đối với loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như Yến Ca rất là không kiên nhẫn.